Chúng ta cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. Xin chào thính giả. Ban chương trình. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em có câu hỏi chương trình tư vấn cho em cái gì. Em có thằng con trai sinh năm 3 mà đầu tiên thì cháu nó cũng ngoan lắm, nó cũng chơi bời cờ bạc đâu, không em mở tiệm cho cháu để Vâng. nó làm nghề, nó bán điện cơ đây, là nó đâm vào con đường cờ bạc mà giờ nó nợ cả 400-500, thì em trả cho nó hai đợt rồi, đợt này nó nợ cỡ độ gần 200 nữa, mà em giải quyết như thế nào, em nhờ chương trình tư vấn cho em tí ạ. Vâng, xin được chia sẻ với chị, con trai 29 tuổi. Chúng Vâng, ta bạn ấy chắc cũng chưa có vợ con gì đúng không ạ? chưa có vợ con gì ạ, Vâng, bây giờ thì lại cờ bạc rồi là rồi vay chơi nợ. lô đề, rồi là chơi cái ở trên mạng là bài chú bài thủ gì ấy. À vâng, À. và thua nợ rất là nhiều, chị cũng đã trả nợ cho con phần lớn cái số tiền đó rồi. Bây giờ thì cũng không À. biết giải quyết như thế nào. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị, xin mời ạ. Rồi, xin chào chị. Em chào anh Đoàn. Rồi. Ngày nào em cũng nghe anh tư vấn hay lắm đấy, rồi em muốn mạnh dạn em hỏi cho anh, em bối rối mà em chẳng biết tính toán làm sao được, mà em chẳng nói được với ai, thì em mới hiện cái chương trình cửa sổ tình yêu tư vấn cho em đi ạ. Này, thế bố nó đâu? Bố cháu ở nhà. Bố chắc hiền lắm hả? Vâng, bố cháu thì không nói năng gì, bố cháu thì nói chung là mẹ cháu thì hay nói nhiều, mà hay gần gũi, bố cháu thì ít nói lắm. Thế bây giờ thì nhà mình có mỗi một cái cậu đấy hay là có nhiều? À hai cậu ạ, một cậu 2001 đúng không? Rồi, đây là cậu lớn đấy, 29 tuổi, chả vợ con gì, chả làm ăn gì, cứ chơi bời cờ bạc như thế. Bố thì hiền, hai vợ chồng nhà mình làm ăn cái gì? Làm nương, làm rẫy hay là có cao Làm su rẫy anh trồng chè? ơi, làm rẫy anh ạ. Thế hả, kinh tế có tạm tạm không? Nói chung là kinh tế em thì cũng được được với các anh ạ. Thế mà mới trả nợ cho thằng cu là hai trăm mấy mươi triệu ấy. Cả hai lần nữa mới mở quán là gần 500 của em, mà vừa rồi phải chơi tiếp mượn. Nói chung là thôi cũng chia sẻ. Bây giờ việc đầu tiên là thế này, con nó gần 30 tuổi rồi, đáng lẽ mình phải buông. Con nó không học hành lên cao, cho nên thì bây giờ nó phải có nghề có nghiệp, cũng chẳng nhất thiết phải mở quán mở hàng. Mở quán mở hàng tốn tiền là một, hai nữa là phải là một người có chí làm ăn cơ. Chứ còn mình ở trên đấy mà đã không phải là ở thành phố lớn mà làm quán làm hàng mà lại cứ có được đồng tiền lại theo bạn bè đi cờ bạc lô đề thì rồi cũng hỏng hết thôi. Mà rồi mình thì đến cái tuổi này rồi mà còn suốt ngày đi trả nợ cho con, rồi mai kia đến lúc mình già là mình trắng tay ấy. Đáng lẽ Đúng cái rồi số anh vài ạ. trăm triệu ấy mình còn có thể gửi ngân hàng, rồi Dạ. mai kia các con nó lớn nó lấy vợ nó ở riêng thì vợ chồng còn có một chút vốn để mà dưỡng già đúng không? Bây Dạ. giờ mà cứ móc hết ra cho con rồi đến lúc rồi khổ nó khổ mình. Cái việc mẹ nói sẵn mà mẹ nó gọi là bảo có ngọt có nặng có, thì thật ra nặng là cần thiết, bởi vì nó không phải là đứa trẻ 5, 7, 10 tuổi gì mà cứ ngọt với nhạt được nữa. Bình thường một chàng trai 30 tuổi mà ngày xưa là 30 tuổi là trưởng thành rồi đấy, nếu mà tử tế là có vợ có con, thậm chí có người có hai đứa con Đúng rồi làm ăn đàng hoàng, còn 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 nuôi được bố mẹ đấy ấy. ạ. Thế nhưng mà con nhà mình nó vẫn cứ là cậu bé như thế thì bây giờ mình phải đẩy nó ra. Không biết là bố nó hiền lành quá hay là chiều con hay làm sao, nhưng mà thôi thấy mẹ là cũng nhanh nhẹn. Đằng nào thì cũng đầu tư cửa hàng cửa hiệu rồi, nhưng mà bây giờ nó không thành công rồi. Cứ thà rằng mất đi còn hơn mình lại bỏ tiếp để nuôi cái cửa hàng rồi cuối cùng còn cứ lãi mẹ nó đẻ lãi con, nợ này nó chồng nợ khác. Bây giờ con đi xuống Bình Dương, con đi xuống Đồng Nai, con đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, ở nơi đấy đầu tiên thì cứ đi làm thuê đi đã, làm cái gì để nuôi được cái bản thân đã, đúng không? Thế thì cứ đi đi, thành người đi rồi quay trở về bố mẹ lo cho con, đến lúc này là quá sức rồi. Con còn ở nhà thì rồi lại nợ thêm lãi thêm, còn con đi như thế con chịu khó làm ăn thì sống, còn nếu mà vay nợ tiếp để mà chơi lô đề cờ bạc xã hội đen nó mà bắt được nó có đánh con thì lúc ấy con hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi, con không còn phải là đứa trẻ lên 5 lên 10 để mà trong vòng tay bố mẹ nữa. Bắt đầu từ hôm nay trở đi thôi thì nốt tháng này chẳng hạn con xuống đi, mẹ chuẩn bị cho con ấy 5 3 4 10 triệu gì đấy tùy. Đấy, xong rồi huy động trong cái họ nội họ ngoại xem là có ai đang 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 làm ăn ở dưới thành phố ấy. Nếu mà người ta bố trí cho nó ở nhà người ta đang có một cái xưởng, nó xuống đây nó làm cho chú cho bác gì đấy chẳng hạn, để thì nó cũng đỡ hơn là xuống đấy thuê nhà trọ rồi đi tìm việc lang thang đúng không? Thế còn nếu những trường hợp mà nhà mình nó không có nội ngoại, không có bà con cô bác gì thì cũng cứ như thanh niên khác đi,
Nhiều người cũng xách túi ra đi, khoác ba lô ra đi để tìm đường cứu lấy bản thân mình trước, chưa nói đến cứu nước, cứu nhà gì. Đấy, đấy là một cái hướng quan trọng nhất. Và thật ra bố mẹ dạy chưa chắc là bằng đời nó dạy. Có những bạn ở nhà cứ như thế rồi chơi lô đề rồi tốn tiền thì mẹ lại mang vàng với mang tiền tiết kiệm với bán cà phê với lại bán trâu bán bò đi để trả nợ cho con. Nhưng mà khi mà đẩy nó ra dăm 3 năm sau trở lại từ trong câu ăn câu nói nó đã chững chạc rồi, cũng biết vun vén đồng tiền mà tự làm ra thì nó quý lắm. Đi làm cả tháng rồi mới được lĩnh được 7 triệu tiền lương mà thì tiêu 100, bắt đầu nó cũng nghĩ 100 đây là gần một nửa ngày lương của tao rồi đấy. À, nó sẽ khác hẳn với việc tiêu tiền của người khác, đúng không? Không sợ đâu, mình còn dành sức để mình còn lo cái đứa 2001, đúng không? 2001 cũng có học gì tiếp không? Cháu học hết lớp 8 này, cháu đi học nghề rồi cháu đi làm công kịch. Hiện tại thì giờ nó ngoan rồi, biết là mai mốt nó ra ngoài xã hội Thôi, như thế nào. ít nhất là lúc này thì cũng chỉ có một đứa thằng anh là chênh vênh, còn thằng em là thôi không được học cao nhưng mà làm nhôm kính có lương có lậu đấy, phải lao động mà. Cái thằng ấy nó biết quản tiền lắm đấy, đúng không? Xin được có nó 1 triệu cũng khó. Thế thì cu lớn này cũng thế đi, cũng đẩy đi để cho còn lại mình tập trung mình làm mình ăn và mình chăm lo cho nhau đi. Hai cái thân già lo cho nhau có ít tiền tiết kiệm cất đi, rồi mai kia lúc nào mà nó lấy vợ nó bảo con cần tiền cưới vợ thì lúc ấy mình tính sau, còn bây giờ đẩy ra ngoài đi, phải lao động đi nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị có thêm được cái cách giải quyết cho chuyện gia đình của mình nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo, xin chào thính giả ạ. Dạ, nhờ chương trình tư vấn giùm em cái vấn đề hôn nhân gia đình đó. Vâng, bạn nói cụ thể hơn đi ạ. Dạ, như vợ chồng em thì cưới nhau như năm 2000. Vâng. Thì đến nay cũng hai mấy năm rồi, nhưng mà trong cuộc sống thì cũng được 2 cháu. Mà sao vợ chồng cứ bắt hòa hoài vậy đó. Tức là liên tục từ khi kết hôn đến giờ cứ bất hòa thế à? Hay là gần đây mới như vậy à bạn? Dạ, liên tục. Bởi vì thì ví dụ như trong công việc làm ăn Vâng. Hoặc là một cái chuyện gì trong gia đình mà bàn là nói qua nói lại là bắt đầu là cãi nhau. À. Cãi nhau là có khi thì cô ấy bỏ phế công chuyện cho mình em làm. Rồi thậm chí ví dụ như là em thì lo làm, mê làm, thích làm mà không có thích nhậu nhẹt thì cô ấy thì cô nói chê em là đàn ông không biết chơi bời gì hết. À, rất là chia sẻ với bạn. Nhiều bà vợ thì suốt ngày kêu ca là ông chồng suốt ngày đi nhậu nhẹt rồi đi bạn bè đúng không ạ? Trong khi đấy bà vợ mình thì lại kêu ca rằng mình chả biết chơi bời gì. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Vâng. À, anh Ninh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh. Năm nay là 40 mấy rồi em? Dạ, em 45. À, 45. Mà bà xã thì chắc cũng kém chút xíu thôi đúng không? Dạ. Cháu lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 21. Kinh tế hai vợ chồng làm ăn có tạm tạm không? Có bao giờ nó thiếu thiếu hụt hụt gì quá không? Có bị... Dạ, kinh tế gia đình thì nói chung là em thì lo làm, tập trung kinh tế mà vợ em thì nó kiểu như nó làm hôm nay chứ nó không có suy nghĩ lên ngày sau rồi chứ. Thế ừ, thôi phụ nữ mà đã có ông chồng đảm đang rồi thì thôi phụ nữ khỏi nghĩ chứ không rồi. À, thế nhà mình là 2 đứa con, 1 trai 1 gái hả? Dạ. Các cháu học hành xong chưa hay là vẫn còn đang học? Dạ, đứa lớn thì học rồi, nó đậu đại học mà nó không học, nó nghỉ nó Đi ở làm. nhà. Ở nhà có đi làm gì không hay là đợi lấy chồng? Dạ, nó trai nó nhà nó như em làm gì phụ đấy thôi. Thế hả? Thật ra thế này, chuyện thì nó không phải là mới lấy nhau 5 năm, 3 năm gì để mà mình điên quá, bí quá, không chịu được nữa thì chia tay, đúng không? Thật ra thì 20 mấy năm, mà 20 mấy năm đầu tiên của sau hôn nhân ấy đã chịu đựng được nhau rồi, thì bây giờ chắc là cũng sẽ là bền vững thôi. Rồi 2 đứa con rồi, kinh tế thì như mình nói là cũng tạm tạm ổn rồi. Cuộc sống thì ngoài cái bất hòa ra là trong cái chuyện bàn kế hoạch gì cũng mỗi người một ý, không có thống nhất được, đúng không? Dạ đúng. Chứ còn thì cô ấy có chung thủy không? Dạ cô ấy thì em thấy thì cũng chung thủy nhưng mà có khi thì cũng nói sốc em, nói bỏ ra đi là có bồ liền.
Rồi, mình cũng thế, mình cũng bảo là thật ra thì đã chót lấy em rồi, chứ nếu bây giờ anh mà bỏ em thì ra kia cũng cũng có khối cô, ai cũng có thể nói được cô ấy lúc tức ấy mà. Chứ nếu bỏ thì đã bỏ lâu rồi, chứ bây giờ cô cũng chả dại gì. Thật ra thì anh nghĩ rằng là đến cái lúc này rồi thì chúng ta sẽ 8 phần chấp nhận, còn 2 phần cố gắng để cải thiện. Cải thiện ở một chỗ thế này, để cả mình lẫn phía cô ấy đều phải thay đổi, chứ không chỉ một mình cô ấy đâu. Mình phải xác định là trong gia đình nó có, chẳng hạn nó có 10 cái loại việc. Việc nào là cái việc cực kỳ quan trọng, cần ý kiến của cả hai người thì mới bàn. Còn có những chuyện mà mình thấy đúng, mình thấy làm được, mình quyết đi. Không phải mình biết nhà mình nó không phải là cái nhà mà dễ để đi ra thống nhất quyết định, thì sao mình cứ phải đi bàn làm gì nhiều. Để rồi cuối cùng cô không theo ý cô bảo thế kệ, anh thích làm gì thì anh làm, đúng không? Anh ấy bỏ mặc. Chẳng hạn như mình muốn rằng là ở bây giờ đang có một chút tiền ở trên thị xã gì đó, nó đang mở rộng và người ta đang bán đất, mình cũng muốn rằng là mang mấy trăm ra đấy mình mua được một mảnh đất để coi như đầu tư, hy vọng sau này đô thị nó phát triển rồi mình cũng có những cái kiếm lời. Mình mà bàn với cô sẽ là trời ơi, tiền của mình tự nhiên lại mang lên đấy ôm đống đất, để ngộ nhỡ nó thế nọ, ngộ nhỡ thế kia, thế xong rồi khi không thống nhất được tinh thần thì cô lại bảo thế thì tùy ông muốn làm gì thì ông làm, thế thì sẽ mệt lắm. Qua trò chuyện một chút xíu nhưng mà cũng thấy em là người chăm chỉ làm ăn, mặc dù là người nam nhưng mà lại không vướng vào nhậu nhẹt tối ngày gì, chị khó làm ăn đến mức độ mà vợ phải kêu lên là chả biết nhậu nhẹt gì, đúng không? Dạ. Thế thì mình là người có đầu óc tính toán đấy, thì mình cũng không nhất thiết cái gì cũng bàn. Những cái việc mà quyết định được là quyết định, còn mấy cái việc chẳng hạn như con bây giờ đấy, có cái thằng ở trên xóm trên nó xuống nó hỏi con gái nó học xong rồi nó không đi học đại học, nó không học nghề, cứ ở nhà luẩn quẩn thế này thôi thì chắc sớm muộn cũng sẽ là gả chồng rồi, vợ chồng nó bảo ban nó nhau nó làm ăn, chứ ra như nó muốn lên thành phố Hồ Chí Minh nó đi nó học nghề hay nó đi làm mà mình thì có thể hỗ trợ được, nhưng bây giờ nó không đi thì thôi cũng không sao cả, các con nó tự quyết định cái cuộc sống của nó, thì vợ chồng mới bàn. Thế vậy là phân ra mấy việc này, việc tự mình quyết không cần bàn. Anh thấy như thế là đúng và anh cứ quyết đấy. Vì yên tâm là anh chẳng phải mang tiền đi để cho gái hay là anh ăn uống gì đấy cho riêng mình cả. Đây là đầu tư, đây là mua bán. Chẳng hạn như con nó lớn rồi, nhà cả hai vợ chồng với hai đứa con có mỗi một cái xe máy. Cứ lúc mình đi thì nó không có, hoặc là có hôm nó lấy xe của mình đi, mình phải đi xe ôm hoặc đi bộ chẳng hạn. Mình bảo mua cái xe máy nữa, anh quyết định rồi, anh đang có 40 cộng với này vay tạm bà nội 10 triệu nữa, mua cái xe 50. Ví dụ như thế, không ai người ta mắng chửi gì mình hay là cãi lộn gì đâu. Đó. Dạ mà cô ấy cũng không mới quyết định, không có cho, nói là ông làm mà tôi không chịu. Không chịu cứ làm chứ bây giờ nếu mà mình quyết định cái gì thì quyết định nhằm nâng cao đời sống gia đình mà không chịu thì bây giờ làm gì? Tiền tôi có tôi cầm đây, tôi làm cái đấy chứ tôi có phải đi làm gì đâu mà. Mình phải có cái gọi là cái rắn giỏi, lại cứ cái gì cô cũng không cho. Thế thì mình là người chồng mà cô không cho lại thôi. Thế thì đấy, ở bản thân mình nó cũng thiếu đi cái sự mà rắn giỏi, quyết đoán. Mình thì rất là nhiều điểm tốt, không ăn nhậu, chịu khó làm ăn, chơi bời hiền lành, nghe vợ. Thế nhưng mà chừng mực thôi. Bởi vì ở đây có lẽ là để cho cô lấn át mình cũng một phần là do mình cũng cứ cả nể nhá. Tất nhiên mình không nhất thiết phải vũ phu rồi là phải đánh đập lớn tiếng gì với vợ, nhưng mà kiên quyết hơn một chút, rắn giỏi hơn một chút, dám quyết đi nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn có thêm được bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhé. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ rắn giỏi hơn trong mọi chuyện gia đình của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo. Vâng, đặt với chương trình là... cái vấn đề mà bây giờ là nó yếu, nó cường trương, nó không cứng được em. Dạ. Trước kia thì quan hệ sinh hoạt với vợ khỏe lắm, nhưng bây giờ tại sao nó yếu lên nhỉ? Vâng, gần đây thì cảm thấy là cái sức khỏe đàn ông của mình nó yếu đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thị Hải của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện, xin mời ạ. Ôi, tôi chào bạn. Vâng. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 47. Mình lấy vợ lâu chưa? Lấy vợ từ năm 29 tuổi. Từ năm 29. Trước đây thì rất là ổn đúng không? Trước đây thì rất là ổn, bình thường. Mình nói khỏe là thế nào? Nó khỏe thì cứ kiểu là sinh hoạt với vợ thì có thể có tháng đến mười mấy, 20 lần. Nhưng bây giờ nó thưa, nó không làm được những việc đấy.
Bây giờ nó thưa thì thưa thế nào? Nó cứ lâu lâu được một lần nhưng mà nó kiểu là nó yếu mềm, nó không lên đỉnh cả. Ừ. Lâu lâu là bao nhiêu lâu em? Có thể là có thể hàng tuần, có thể hàng chục ngày, hơn chục ngày mới được một lần. Thế hả? Ừ. Vâng. Ừ, hai vợ chồng có ở nhà với nhau thường xuyên không? Hay là không. Em đi xa hay như thế nào? Hai vợ chồng ở nhà bình thường. Ừ, ở nhà với nhau thường xuyên hả? Sáng đi, trưa về, trưa đi, tối về. Ừ. Em được mấy cháu rồi? Mình được hai cháu. Hai cháu, ừ, con lớn hết rồi em nhỉ? Một thằng thì năm nay được 21, thằng thì học lớp 10. Ừ. Ừ, chị muốn hỏi là bây giờ thì mình cảm thấy là chất lượng quan hệ tình dục của mình nó không như trước nữa. Thì theo em đánh giá nó không như trước là bởi vì cái số lần nó không như trước hay là cái sự cương cứng rồi cái chất lượng quan hệ tình dục của mình nó không được như trước, không như em mong muốn? Tất tần tật là không được như trước, vì là trước kia thì có thể là em với lại vợ của mình là quan hệ bình thường. Có thể nếu như mà bình thường thời gian là không đi làm mệt hay ở nhà thì có thể ngày nào cũng có thể quan hệ được. Tối nào quan hệ một lần. Ừ. Nhưng mà bây giờ là có thể hàng chục, hơn chục ngày mới được một lần. Thế hả? Mới được một lần mà nó không lên đỉnh, nó không cương cứng, nó lại loạn. Ừ. Chị xin lỗi, mình có mắc một cái bệnh mãn tính gì không? Mình đã đi khám sức khỏe bao giờ chưa? Trước kia là em bị viêm một lần. Viêm gì? Viêm một bên tinh hoàn á? Hay là viêm gì? Viêm một bên tinh hoàn. Ừ. Lâu chưa em? Cách đây khoảng độ 3 năm rồi. Ừ, sau đấy thì em đã được điều trị khỏi rồi đúng không? Em điều trị khỏi rồi. Ừ, em có biết vì sao nó viêm không? Nó viêm do nhiễm khuẩn hay là do, xin lỗi, mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục hay là như nào? Em không nắm được. Và thì là em đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là cái này viêm tinh hoàn. Thì nếu như mà em mà còn trẻ mà còn đẻ nữa thì phải mổ, mà không thì chỉ có điều trị xong là khỏi là ổn, không bận gì cả. Bây giờ thì tinh hoàn hai bên kích thước có đều nhau không? Không có vấn đề gì, vẫn ngang như nhau. Ừ, bình thường hả? Ừ. Vâng. Chị phải hỏi kỹ một tí bởi vì là chị muốn tìm hiểu xem em có mắc các cái bệnh lý gì liên quan tới hoạt động của cơ quan sinh dục không. Ví dụ như là nếu như là mình mắc các cái bệnh của cơ quan sinh dục thì nó cũng khác, mà mắc một số các cái bệnh mãn tính khác nữa. Ví dụ như là mắc bệnh tiểu đường, mắc bệnh tăng huyết áp, mắc bệnh một số các cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Thì tất cả những cái bệnh đấy, khi mà mình bị bệnh rồi, hoặc là đặc biệt là khi mình dùng thuốc, thì một số thuốc nó có những cái tác dụng phụ, nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục. Và nếu như mà tiểu đường thì em không bị mà huyết áp thì bình thường. Ừ. Cái thứ hai nữa là thực ra thì cái đời sống tình dục của mình thì tất nhiên là nó không thể như cái lúc mà mình 20 hoặc là như lúc mình 30 được, đúng không? Vâng, vì bây giờ mình cũng đã là chơi vơi rồi, đầu 4 chơi vơi rồi, sắp sửa chuẩn bị sang đầu 5. Và mỗi một cái giai đoạn thì cái chất lượng hoạt động của cơ quan sinh dục nó cũng sẽ có sự thay đổi. Và thay đổi đây là thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cùng với sự lão hóa của cơ thể thì cơ quan sinh dục nó cũng bắt đầu lão hóa. Nhá. Các cái hoạt động, các cái nội tiết tố sinh dục nam, kể cả nữ cũng thế thôi. Vợ mình chắc cũng xem tuổi như mình đúng không? Thì bắt đầu cũng đã bước vào giai đoạn, với phụ nữ thì người ta gọi là giai đoạn tiền mãn kinh, để tiến tới mãn kinh. Còn với nam thì người ta gọi là mãn dục. Và ban nãy là chị hỏi cũng khá là kỹ, bởi vì nếu như mà quan hệ tình dục nó có thể không như trước đây, bởi vì mình không thể lấy cái so sánh của trước đây lúc cái thời kỳ 20-30 được. Nhưng mà nếu thực sự nó gặp về rối loạn cương dương, ví dụ như là nó không đủ độ cương cứng để mình thực hiện hành vi quan hệ tình dục, hoặc là nó có liên quan tới các cái rối loạn về xuất tinh, ví dụ xuất tinh sớm hoặc là không xuất tinh được, hoặc là xuất tinh bất thường, ví dụ xuất tinh ra máu hay là xuất tinh ra không phải những cái tinh dịch như bình thường chẳng hạn, thì đấy là những cái bệnh lý về nam khoa nhé. Mình kiểm tra lại cái sức khỏe của mình một chút xem là nó như thế nào. Thứ nhất là nếu nói về tần suất thì mình cũng không nên so sánh với cái thời kỳ 20-30. Mình có một cái công thức nó tương đối chung chung một tí, ví dụ như là nhân với 9, 4, 9, 3, 6, tức là 3 tuần 6 lần, ví dụ như thế. Chứ không phải ngày nào cũng quan hệ tình dục thì chắc là cũng khó. Đấy, rồi, nếu rồi. Sức khỏe tốt thì... Thứ hai nữa thì... là mình sẽ kiểm tra lại cái độ cương cứng của dương vật của mình, kiểm tra xem là cái việc xuất tinh của mình nó có vấn đề gì bất thường không.
Thế còn khi mà em thực sự có vấn đề, các cái vấn đề liên quan tới nam khoa, thì em phải đi khám ở chuyên khoa nam học và tiết niệu để người ta kiểm tra xem có đúng là em gặp các cái bệnh lý liên quan tới nam khoa không. Và từ đó thì mới có thể là tư vấn hoặc là điều trị cho em được. Chứ còn nếu như mà chỉ đánh giá bằng cảm quan của mình ý, thì tôi nghĩ là nó có thể sẽ khó hơn nhá. Vâng, xin chúc thính giả sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình và có một cuộc sống vợ chồng thật là hòa hợp ạ. Cảm ơn chị Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Em muốn chia sẻ một câu hỏi của em là em ấy, bạn gái của em này quen nhau được 1 năm rồi. Vâng. Đi chụp ảnh cưới rồi này. Vâng. Cũng là đi mua nhẫn đính hôn rồi. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng rất là khó hiểu rằng là bây giờ em muốn bạn gái em là có nghĩa là ăn cơm trước kẻng ấy, thì cô ấy không đồng ý. Vâng. Thì em muốn hỏi tư vấn tại sao lại như thế nhỉ? À, các bạn đã chuẩn bị cho lễ cưới rồi đúng không ạ? Tuy nhiên vâng. Thì bạn gái vẫn cứ muốn giữ gìn. Vâng. Nói chung là bây giờ thì nói thật chương trình là bạn gái vợ sắp cưới của em ấy thì vâng. Là nó cũng yêu 4-5 mối rồi, nó yêu mấy anh rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ đến cái chuyện A, B, C kia nó lại không đồng ý cho em là như nào thế nhỉ? Thế à, bạn có biết cái câu người ta vẫn bảo là 30 vẫn chưa phải là Tết không? Nói đùa vậy thôi. Cái chuyện của bạn nó cũng có rất là nhiều những cái phức tạp xung quanh đó. Thế thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Nghe giọng vui nhỉ? Sắp cưới vợ thấy có vẻ vui nhỉ? Mấy đời người yêu rồi vì đến cô này? Em, cô này là cô đầu tiên ạ. Thế còn trước đấy không có ai cả? Trước đấy không có ai cả. Thế à, còn Trinh Tiết đấy à? Nói chung là Trinh thì chẳng qua đâu anh ạ. À đấy. Anh vừa, tức là tóm lại thì mình cũng chả Trinh Tiết gì. Còn cô kia thì như văn nãy em đánh giá là cũng qua vài ba đời người yêu chắc cũng chẳng còn gì. Ôi một anh không còn Trinh Tiết với một cô cũng chẳng còn gì. Gặp nhau duyên quá còn gì, chẳng có gì ai thua thiệt cả. Vâng, thì em có bảo nào đâu. Cô thì cô nghĩ thế này này. Nếu cho thì cho lâu rồi. Bây giờ mình đã gìn giữ được đến lúc này, tất nhiên mình chẳng còn phải là giữ gìn cái gì trong sáng, nhưng mà còn vài bữa nữa là cưới thôi. Đã cho được một lần thì sẽ cho lần thứ hai, cũng chả có ai giữ gìn gì. Thế làm cho cái việc mà đến ngày cưới nó cũng sẽ mất đi cái sự hồi hộp thiêng liêng. Anh nghĩ là cũng còn vài bữa nữa thôi. Chắc chắn là em không phải đòi cô cho quan hệ để thử thách, bởi vì mình thừa biết đánh giá rồi, mình cũng chững chạc lắm rồi. Mình đã nhìn trước nhìn sau. Cũng 3 năm đi nước ngoài cũng chững chạc, cũng hiểu rồi. Thứ hai nữa là mình cũng chẳng Trinh Tiết gì. Thứ hai là ba là mình cũng không phải nặng nề cái chuyện còn hay không. Thế còn thì, này, đàn ông lúc nó hứng lên đòi nhưng mà nhiều người cũng đơn giản ấy mà. Tự giải quyết được nhanh chóng. Thế cũng đừng có ép cô rằng cứ phải cho một cái. Biết rằng là tháng sau cưới rồi, trước sau mình cũng là vợ chồng. Cho nên là sao bây giờ em lại cứ giữ anh, hay là em có bí mật gì mà em không cho anh. Việc gì phải thế, sớm muộn cũng đến. Cái bữa cơm ấy, đáng lẽ người ta quy định 12 giờ ăn. Mà 11 giờ người ta bê lên một vài món, mình đã có bốc miếng nọ miếng kia, mà đến lúc vào bữa chính ăn nó chán lắm ấy, bởi vì mình ăn lưng lửng dạ rồi mà. Cho nên không thật đấy. Cho nên là anh ở nhà anh cứ cấm con nhà anh là thường thường mẹ xào được món gì mẹ mang lên thơm lừng đấy, nhưng mà cứ kệ, bao giờ bê mâm ra đủ, nó có đủ các món mình ăn nó thấy nó ngon, chứ mà thấy đói quá lại bốc hai miếng bánh xong lại làm một gắp miếng nọ miếng kia, làm một cái nem đến bữa chính không ăn nữa. Đấy, cái đấy là cái quan trọng. Còn này, chỉ sợ không có sức thôi, cưới xong à ngày mấy lần cũng được, không có gì phải vội, mà rồi còn cả đời á, chỉ sợ đến lúc mà bỏ chạy ấy nhá. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc của mình nhá. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Xin chào thính giả. Dạ. Xin chào bác ạ. À, vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Dạ đâu, em cho em nhờ Cửa sổ tình yêu giúp em một điều. Em là vợ em bị tai nạn mất á. Vâng. Hơn 1.5 năm rồi mà buồn có người á. Bây giờ cũng định đi tìm hiểu một người mà có sự sớm lắm không cô? Vâng, vợ anh là mất hơn 1 năm rồi đúng không ạ? Rất là chia sẻ với mình nhé. Vâng, cuộc sống đúng là thiếu đi một nửa cũng rất là buồn đúng không ạ?
Bây giờ thì mình muốn tìm một người để bầu bạn chia sẻ và cũng là hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đúng không? Dạ. Và băn khoăn là không biết có nên vào thời điểm này hay không, có là sớm không hay là như thế nào, đúng không ạ? Dạ. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tâm sự, xin mời. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào bác. Ừ, ừ. Trước hết là rất là chia sẻ với cái chuyện là không may xảy ra đối với gia đình mình. Vợ chồng trẻ không? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay đẻ năm 74, 48 tuổi ạ. Ồ, thế à? Thế thì cô ấy là bao nhiêu? Vợ 75 ạ. Các cháu lớn chưa được mấy cháu? Cháu được 4 cháu ạ. Ồ, 4 cháu. Lớn nhất là bao nhiêu rồi? Hai đứa lấy chồng nữa. Ui dồi ôi, ông ngoại rồi đấy hả? Dạ, ông ngoại. Ừ, ông ngoại bây giờ đang bán khoăn. Ba cháu ngoại rồi. Ba cháu ngoại rồi. Dạ. Thế xong rồi là có một thằng cu con trai hả? Dạ, có cu con trai đẻ 2014. Trời ơi, chắc vẫn còn đang đi học, bố vẫn phải đưa đón đúng không? Dạ, mới có học lớp 2 ạ. Ừ. Thế xong rồi mấy bố con thì ở với ông bà nội hay là ở nhà riêng? Không, nhà con ở riêng, độc lập, bố mẹ mất. Ừ. Trước đây thì kinh tế gia đình lúc mà bà xã còn ấy thì có tạm tạm không? Nói chung nhà con là làm hàng đồ hải sản. Ồ, thế hả, cũng đỡ, cái đấy thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm đúng không? Mình là đi lấy hải sản mà người ta đi đánh bắt, xong người ta cập vào cảng đấy đúng không? Sau đấy mình đi giao các chợ đấy đúng không? Dạ, rồi con làm hàng đám cưới nữa. Ừ, ví dụ đám cưới người ta cần 30 cân tôm, 50 cân ghẹ gì đấy là mình mang đến cho người ta. Mực miết đúng rồi. Thôi thế thì chắc là kinh tế cũng không gì lắm, nhưng mà thứ nhất là cái buồn là vì bà vợ mình giá như ốm đau, cái bệnh cái tật nó không tránh được thì đã đành, đây này tai nạn bao giờ cũng rất là thương tâm đột ngột. Hai nữa là thằng cu út nhà mình nó mới có 8 tuổi cũng tội lắm. Thế ông bà ngoại có ở gần không? Dạ ông bà ngoại cũng gần ạ. Ừ, ông bà có hỗ trợ giúp được cái gì không? Ông bà ngoại thì cái đợt mà cháu yêu vợ cháu thì ông bà ngoại nó ứng. Ừ. Thôi chuyện đã cũ lắm rồi, bây giờ hai mấy năm rồi. Ông bà là học, anh kể là cũng có cái mặc cảm á. Nói thế nhưng bây giờ mình vẫn cứ đi lại bên nhà ngoại tốt chứ hả? Vì đấy là ông bà ngoại của con mình. Thế còn chuyện cũ các cụ ngày xưa có thể là cụ mong muốn là con gái các cụ là lấy được một cái thanh niên ở đấy là bác sĩ kỹ sư. Cuối cùng thì cô lại cứ yêu mình, lại yêu một cái cậu chài lưới chẳng hạn. Mặc dù thì người ta không ưng lắm nhưng mà rồi cũng lấy nhau, cũng nên vợ nên chồng, sống với nhau cũng bốn mặt con. Như vậy là cũng gần trọn vẹn rồi. Bây giờ thì em vẫn tiếp tục cái công việc là đi chợ cá đúng không? Em bây giờ còn để lái xe ô tô cho cháu đi hàng. Tức làm sao? Mình chạy xe cho con rể nó cũng có đại lý luôn đúng không? Nó thuê luôn bố. Không. Con nhà con trước là ô tô bị tai nạn á. À ừ. Nhà con cũng bị ô tô chứ mà ô tô họ mất ngủ họ đâm vô nhà con á. Tóm lại thì bây giờ là về mặt kinh tế là mình cũng tạm ổn rồi này. Dạ, kinh tế thì được ạ. Ừ. Thật ra thế này, cái nhu cầu mà có một người bạn kế tiếp thật sự rất là chính đáng. Nhiều người đàn ông sau khi vợ mất mới được 100 ngày đã tấp ta tấp tảnh đòi lấy vợ nữa. Nhất là khi lại còn có con còn nhỏ thì thường thường là lấy lý do là thôi em thì không sao nhưng mà em cần kiếm một cái người mẹ, một người phụ nữ để chăm sóc cho con của mình. Tức là lấy lý do là không phải là kiếm vợ cho mình mà kiếm mẹ cho con. Nhưng mà em thì là cái người mà thứ nhất là rất là tình cảm, hai nữa là sống rất có trước có sau. Một năm rưỡi rồi, nỗi đau nó cũng dần nó nguôi ngoai, chuyện mất thì cũng mất rồi. May mắn là các cháu lớn thì nó đã trưởng thành, chỉ còn một cháu út thì rồi cũng ngày một nó lớn thôi. Rồi mình thì mới có 40 mấy tuổi, chắc cũng chẳng thể nào mà ở vậy được. Ở cái tuổi của em ấy, để kiếm một người bạn để mà thỉnh thoảng đi chơi thì chắc không khó, nhưng để kiếm một người phụ nữ mà về để chia sẻ với mình gánh vác cái sự nghiệp mà vợ để lại ấy cũng không phải dễ đâu, cho nên là em cứ tìm rộng rạp đi. Tức là từ cái lúc mà bắt đầu tìm nhờ bạn, nhờ bè, nhờ họ hàng, cô bác thôi thì nhà em chẳng may nó cũng đã qua đời. Chuyện như thế bây giờ cũng rất là xót, nhưng mà cũng cần phải có người để làm bầu làm bạn. Thế mọi người nếu có quen biết ai ở cái tuổi như thế, chịu khó làm ăn rồi đạo đức như vậy, mình đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn đấy mà. Để người ta giới thiệu cho. Từ cái lúc giới thiệu đôi khi phải 5 lần 7 lượt mới được cái người mình vừa ý. Cho nên là có thể em ngay lập tức em cũng chưa thể cưới vợ được ngay. Nhưng mà cái ý định là tái hôn thì chắc chắn em phải công khai cho mọi người biết. Mình thì làm ăn như thế, bây giờ mình đi đây đi đó, giá như em ở thành phố chắc cái sự mà giao lưu nó cũng sẽ dễ hơn. Còn mình thì ở nhà, người ở gần gần thì chắc là cũng không còn nữa đúng không?
phải là ở làng bên, xã bên, hoặc là thậm chí ở một nơi thật là xa hơn, thì phải là nhờ thông qua các kênh gọi là mối lái, những người này người khác người ta giới thiệu. Thế rồi là mình trong lúc nào đấy mà tập trung mấy bố con thì mình cũng nói chuyện với các con, nhất là các cô con gái. Người bây giờ các cô đã có chồng, đã làm mẹ, các cô rất là hiểu rằng là bố đang rất là cô đơn. Bố cũng cần có một người mà đỡ gánh nặng cho các con. Sau này mà tất cả các con đều trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, thì nếu như bố mà có vợ nữa thì nghĩa là cái người đó sẽ thay mặt các con, sẽ chăm lo cho bố. Nếu bố mà cứ ở vậy là các cô con gái mà đi lấy chồng là cứ thấp thỏm, còn ông bố già chưa già nhưng mà trẻ thì cũng không còn trẻ, rồi cứ lo lo cho bố ăn cái gì, lâu lâu một ngày hai ngày không lên thăm được thì cái áy náy trong lòng. Thì em cứ nói chuyện dần với các con đi để cho nó hiểu, nó cũng ủng hộ. Cháu thì nói chung kinh tế thì vững, hay có thì có, nói chung là nhà thì cháu làm cũng hơn gần 2 tỷ. Ôi dạ, con xe ô tô nói chung tiền ngân hàng cháu cũng có trong người gần tỷ. Nhưng mà như nhà cháu bây giờ thì những người nào mà phù hợp nhà cháu hay là con cái hay không đặng của mà bố nhà mình là ông ưng á, vô rồi cứ làm thì cũng làm mà chịu má, còn lên cháu cũng khó. Nghe rồi, anh nghe rồi, anh thấy rằng là các con thì nó đều lớn và nó cũng nghĩ cho bố. Nhà mình thì đấy, do bố mẹ tần tảo làm ăn cho nên là nhà để xây tiền tỷ này, có tiền trong ngân hàng này, có ô tô này, tức là công sức của mẹ nó để lại cùng với của bố. Bây giờ mà nếu mà kiếm một người phụ nữ nào mà không xứng đáng vào để không kế tục được, có khi để ăn tàn phá hại. Thế rồi thậm chí nếu như mà lại không ở được với nhau, lại còn ly hôn nữa, thì có khi lại bị phân tán tài sản nữa, đúng không? Thế cho nên là tìm thì bây giờ thế này, tất nhiên mình không cẩn thận quá, nhưng mà cái đấy cũng là cái đúng. Mình cũng phải tìm người, quan trọng nhất là đạo đức, hai nữa là phải là người làm ăn. Mình đề phòng rằng ai đó người ta đến với mình không thật lòng, mà người ta chỉ vì cái nhà mình to, vì là mình đang có ô tô với này kia ốt, thì mình đừng có khoe gì cả. Anh cũng vất vả lắm, một nách ba con, vợ anh mất sớm, bây giờ thì cũng gọi là làm ăn tạm tạm đủ đủ thôi nhá. Còn cái kia mình phải găm mình giữ ở trong người, thậm chí là thế. Còn thì đến với một người phụ nữ nào đấy, nếu mà người ta cũng là gãy đổ hôn nhân thì cũng được. Nếu như con người ta cũng lại trưởng thành rồi, có mỗi cô con gái nó cũng đi lấy chồng rồi, hoặc nó tự lập ở trong miền Nam chẳng hạn, bây giờ cô ấy ở một mình thì cũng ok. Thậm chí là có những người mà đôi bên cũng có con rồi, mình có con, mình cô có con, cô ấy và hai người đến với nhau không cần có con chung nữa cũng tốt. Chứ không nhất thiết là bây giờ em mà lấy một cô trẻ quá 30 á, cô bảo em cần một đứa con của riêng em thì đôi khi cũng phiền. Không, lại con anh con em, rồi là các cháu lại nhìn thấy là cô ấy vào chả làm được cái gì, xong lại nằm đấy đẻ xong mai kia, thế là tự nhiên cái đứa con nhà cô, hay là tất nhiên con của bố đã sẽ được hưởng những cái công sức mà mẹ các cháu nó để lại. Tự nhiên nó thương xót mẹ nó nhá. Không khó, trường hợp của em thì lấy vợ thì không khó, nhưng mình cẩn thận một chút thôi nhá. Cảm ơn, hy vọng rằng anh cũng sẽ tìm được một người phụ nữ thật phù hợp với mình nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ. Vâng. Em muốn bác sĩ tư vấn về phụ khoa ạ. Hiện nay thì mình có mắc vấn đề gì về phụ khoa? Em bị da thiếu huyết trắng nhiều ạ. Và đã đi khám ở đâu chưa ạ? Em cũng khám nhiều, em tinh ra Hà Nội có một bệnh viện lớn ấy, nhưng mà nó cũng không hết được ạ. Vâng, mình đã đi khám và cũng chưa chữa được dứt điểm đúng không? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé, xem là mình cần phải làm gì nữa để có thể chữa được dứt điểm cái bệnh phụ khoa của mình. Chị chào em. Vâng, chào. Em có nói là em da nhiều huyết trắng và cũng đã đi khám ở nhiều nơi nhưng mà nó không dứt điểm đúng không? Vâng. Vậy những nơi kia người ta chẩn đoán em là bị bệnh gì? Nói chung là cô bảo em là bị lấm nó lấm kia, như là đầu năm vừa rồi em khám ở phòng khám tư Đông Phương ở bên Hà Nội ạ. Thì họ có đốt laser, đốt cái gì mà 4 triệu, bảo là cái này là hết nhưng cuối cùng vẫn không hết ạ. Thế thì cái đốt đấy thì người ta bảo là gì? Cũng bị lấm ấy thôi ạ. Cũng là bị nấm và họ đốt nhưng mà rồi cũng không khỏi đúng không? Là họ đốt cho nào họ vậy em có lan. Thế đấy, bây giờ cứ nói phụ khoa nhưng mà nó nhiều thứ lắm. Cái mà gọi là da huyết trắng ấy thì nó như là một cái biểu hiện của nấm, cho nên là em ở đâu đó đi khám đâu đó người ta bảo nấm, đồng ý rồi. Thế và trên cái nền mà bị nấm đó thì mình lại có nang đúng không ạ? Và người ta lại đốt là đốt điều trị cái nang. Thế còn cái nấm thì có khi nó vẫn ở đấy.
Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 42 ạ. 42, có gia đình rồi đúng không? Vâng. Con cái đề về chưa? Vâng, cháu lớn rồi. Thế em đi điều trị nấm thế thì sinh hoạt vợ chồng thì thế nào? Rất thoải mái luôn ạ, không phải đau rát hay gì đâu. Không đau rát cái gì, cũng không mang bao cao su cái gì cả. Không, rất thoải mái luôn. Ông chồng cũng không có bị bệnh gì cả. Không ạ. Rồi, bệnh phụ khoa là cái bệnh mà nó có thể lây qua đường tình dục. Cho nên về nguyên tắc là điều trị là phải điều trị cả hai, điều trị cả ông chồng. Vâng. Bởi vì em khỏi nhưng mà có khi cái ông chồng lại bị nhá, bởi vì nó lây mà. Đấy, nhưng mà cái biểu hiện ở nam giới thì có thể nó không rõ như phụ nữ. Phụ nữ rất rõ là bởi vì cứ hơi một tí thay đổi là nó có cái khí hư. Vâng. Nào đỏ, nào vàng, nào ngứa, nào hôi, nào vân vân. Cho rất dễ phát hiện, nhưng mà nam thì ít phát hiện. Thì mình thử xem lại xem nhá. Cái thứ hai nữa là cái chuyện vệ sinh hàng ngày của mình ấy, rồi là kể cả chú ý cái khi vệ sinh kinh nguyệt ấy. Các cái băng vệ sinh mình mua có chuẩn không? Mình có thay thường xuyên không? Rồi cái hàng ngày ấy thì cái quần lót nó rất quan trọng. Mình có phơi nắng không? Bởi vì nếu những cái vật dụng đấy mà nó không sạch ấy, một là nó làm cho cái bệnh của mình cũng nặng nề hơn. Tức là cái viêm nhiễm này, một là nó do vệ sinh hoặc là nó do nội tiết ở trong cơ thể. Thế thì bây giờ mình phải kiểm tra lại cái chuyện vệ sinh của mình đi. Vệ sinh phụ nữ ấy, kể cả kinh nguyệt nhá. Lúc nào hỏi ông chồng thủ thỉ xem thế anh có bị làm sao không? Hỏi bác sĩ bảo là cái này là nó cũng lây đấy. Thế mà mình cứ vô tư, mình chả bác có su chả gì cả, khéo em cứ chữa khỏi xong, xong rồi là cái nguồn bệnh nó lại từ bên anh nó lại sang bên em thì làm sao? Em đang bảo là hay là do nội tiết của em mà, hay em ra bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở 2 được không ạ? Cũng có thể, bởi vì mình lại ở cái tuổi 41 rồi ấy. Vâng. 41 thì nghe nó cũng hơi sớm một tí, nhưng mà cũng nhiều người phụ nữ là cái tiền mãn kinh ấy sớm ấy, và cái giai đoạn này là giai đoạn thay đổi nội tiết, cho nên nó có thể có những cái viêm nhiễm như vậy. Thử một vài tháng thay đổi cái cách thức mà vệ sinh hàng ngày xem là nó như thế nào. Thế rồi kể cả cái vệ sinh mà khi hai vợ chồng gần gũi nhau ấy. Vâng, cũng phải chú ý. Em hỏi chút nữa là hay là em bị nội tuyến, viêm lộ tuyến ấy gì? Vâng vâng đúng rồi đấy. Hay là do cái đấy nữa à? Thế em cũng bị cả cái đó nữa? Vâng, em bị cái đấy cũng lâu rồi, em cũng đi đốt mấy lần rồi. Thế thì tức là ở cái đường âm đạo của tử cung của em thì nó rất là nhiều chuyện, chứ không phải nó chỉ có nấm. Và em nói rằng em điều trị mãi không khỏi, hết ở cổ tử cung rồi lại đến nang thì không biết là nang ở đâu. Thì nó cứ hết bệnh nọ, nó lại mọc sang bệnh kia, đúng không? Chứ không phải chỉ có một cái nấm. Đấy. Thế thì rất chú ý cái việc vệ sinh và đi khám sức khỏe định kỳ. Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ chữa được dứt điểm bệnh của mình bạn nhé. Vâng, em cảm ơn chương trình. Vâng, chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, em vâng, đây ạ. Vâng, chào thính giả của điện từ Phú Thọ. Dạ, vâng, em chào chương trình ạ. Vâng, bạn có thể nói câu hỏi của mình ạ. Câu hỏi của em là như thế này. Trong suốt 10 năm, hơn 10 năm nay, vợ chồng em đã không còn cái tình cảm nữa. Phần lớn là do ông chồng em thì theo chuyên gia tinh đoàn có nên tiếp tục mối quan hệ này hay là muốn vào một nơi ạ? Hai vợ chồng lạnh nhạt cách đây chục năm, vậy thì mình lấy nhau lâu chưa ạ? Chúng em cưới nhau từ năm 2000 ạ. Vâng. Và đến bây giờ là có ba mặt con rồi. Đấy, ba mặt con rồi, cưới nhau cũng hơn 20 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Và 10 năm trở lại đây thì thấy rằng là anh chồng có những cái biểu hiện rất là lạnh nhạt với vợ. Và vâng, hai vợ chồng đã có trò chuyện gì với nhau chưa ạ? Thực ra là không mấy khi nói chuyện với nhau, hàng ngày cũng không ăn cơm cùng ạ. Ngủ cùng giường thì cũng mỗi người gối ôm để giữa và mỗi người một nơi ạ. Thế không ăn cùng với nhau thì như thế nào? Anh ấy đi làm ăn xa hay là... Không ăn cùng là như thế này ạ. Có nghĩa là
tối đến cứ hết giờ hành chính đi làm thì anh về anh cứ đi nhậu nhẹt đến 11, 12 giờ đêm anh mới về. Tức là anh ấy... Anh ấy về thì anh ăn sau ạ? Tức là mẹ con ở nhà thì ăn trước và anh ấy thì anh ăn sau. Vâng. Và bây giờ thì mình cảm thấy rằng là cũng rất là buồn với cái cuộc hôn nhân này đúng không? Và không biết là có cách nào để có thể giúp cho anh chồng thay đổi. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ tư vấn nhá, xem anh có cái cách gì để giúp mình giữ gìn hạnh phúc gia đình hay không ạ? Dạ vâng. Rồi, xin chào. Vâng, em xin chào anh Đoàn ạ. Cháu lớn nhà mình là chắc cũng phải 20 nhờ? Dạ, năm nay 21 rồi anh ạ. 20-21, con trai con gái? Cháu con gái, ba con gái tất ạ. Trời ơi, chả mấy tí mà lên bà ngoại bây giờ rồi đấy. Dạ, vâng bà ngoại, bà ngoại tương lai thì năm nay 40 chưa? Năm nay em 44 anh ạ. À, 44, ông xã bao nhiêu? Xã nhà em năm nay 46 ạ. Thế à? Này, ông ấy làm cái gì mà suốt ngày đi xong lại về lại nhậu xong rồi khuya mới về thế? Nhà em làm bên lĩnh vực xây dựng ạ. Ừ. Có nghĩa là tối nào cũng đi ạ. Chiều nào cũng đi. Rồi. Mùa hè thì đi từ 4 giờ. Ừ. Đi làm về xong rồi tắm rửa xong rồi bên trong là áo đẹp, bên ngoài là khoác cái áo lao động. Rồi. Đi đến nơi đi chỗ nào đấy thì cởi ra thằng mặc cái đẹp để đi. Mình có biết là cái đi thì thường thường nhậu với cái hội cùng xây dựng với nhau mấy anh em ở công trường hay là nói chung là hôm nay thì tổ này, mai thì nhậu nhẹt với tổ kia nhưng mà tất cả cái hội đấy thì toàn hội nát với nhau. Thì tất nhiên rồi, về người ta có trách nhiệm để hết giờ người ta về với vợ với con chăm lo nhà cửa để nghỉ ngơi cho nó thoải mái chứ. Đúng rồi ạ. Cho nên giờ cái ông nát thì sẽ gặp ông nát rồi là hẹn hò nhau. Rồi. Đúng rồi. Ngoài cái chuyện ông ấy chỉ có đi nhậu và nát không ăn cơm nhà ra thì trách nhiệm của ông với gia đình thế nào? Tiền nong quản lý chặt không? Có lo chăm cho các con học hành không? Đối nội đối ngoại được không? Như thế này thôi anh ạ. Tất cả em đều được điểm 10. Ừ. Còn mỗi một điểm em không được ở chỗ là chồng em không hề quan tâm em. Mày ăn gì, đi đâu, làm gì, không cần quan tâm. Không quan tâm vợ thôi đúng không? Vâng. Chứ còn thì tất cả các thứ khác là rất là ngon lành. Tiền đưa đúng không? À tiền thì đưa nhưng mà đôi khi cũng bớt. À, thì tất nhiên ông ấy mình biết bao nhiêu mà bớt ông ấy. Anh ơi nó như thế này nữa này. Thực ra thì em cũng hiểu được cái phần nhậu nhẹt thì nó nhưng mà nó vừa phải. Một tháng 30 ngày đi đủ cả 30 ngày. Thật ra thế này này, người ta cũng nhiều người nhậu nhưng mà vẫn để bụng về ăn cơm và anh về muộn tí nhá, về vẫn vui vẻ, có thể bụng no rồi nhưng mà vẫn chiều vợ là thôi lắp tí rau ăn một hai miếng thịt hoặc là nếu vì lý do mà không về ơi, được thì ABC cũng nhắn tin. Thì em không nói vấn đề là chỗ này này, nếu như anh em đi ăn đi nhậu về ngày trước ấy chưa bị tai nạn ấy, tối nào em thấy về một muộn là em lo là gì, kiểu gì hôm nay về mình cũng ăn đòn, em ăn đòn gửi em không nói gì, em đi lên phòng với các con, em ngủ với các con em thì bắt đầu là phá cửa, đập cửa để vào đánh rồi em dậy em xót cửa kính vỡ. Có lý do gì hay cứ tự nhiên đánh ấy? Thì em không biết lý do gì, có lý do gì đâu ạ. Có nghĩa là tự nhiên về nhà là lao vào cứ đánh đã. Không, về đến nhà đầu tiên là đánh con chó trước. Đánh con chó thì em bênh con chó, em giao sốt ruột. Thế dù không bênh chó thì cứ để cho chó đánh thì mình không bị đánh đúng không? Thì thôi, vâng, em không bị đánh. Chỉ đánh không, chó với vợ chứ còn con với bố mẹ có đánh bao giờ không? Không ạ. Ừ, đấy. Ông ấy say thì say vẫn biết là con mình thì không nên đánh. Bố mẹ thì cũng không nên đánh, chỉ đánh vợ với con chó thôi. Là vì em là tao nuôi con chó rồi còn mổ có cái thịt. Tao bán thì còn có tiền tiêu. Chứ nuôi vợ là chả được cái gì. Mà em không phải nuôi anh ạ. Tài chính em kiếm gấp đôi chồng em. Rồi, kiếm bây giờ hiểu rồi. Kiếm bằng cái khối óc của em, bằng cái bàn tay của em, chứ em không phải như những người phụ nữ khác. Lẳng lơ, chồng ăn trả vợ em không phải là con người như thế. Chính vì thế nó mới chán đấy. Thế ra mình kiếm được tiền, mình bây giờ mới có 40 mấy tuổi, người vẫn còn cứ đẹp, váy vóc, ẩm mỹ lên, tham gia vào hội các phụ nữ hoàng gia, đi tập. Em nghĩ thì thế lại hay. Thế chứ chả hay. Đi về nhìn thấy vợ nó cũng mát mắt lên đây, về nhà thấy, mặc dù kiếm được tiền, nhưng cứ thấy lởn vởn ở nhà, ngứa cả mắt lên xong rồi, lại còn cứ cào nhà, cào nhào. Nhưng mà là tối đến lên giường cũng không nói với em câu nào, thậm chí vợ chồng có sinh hoạt với nhau một tháng độ 2 lần, hoặc 3-4 tháng không một lần nào. Mình có chủ động khơi gợi không? Hay là cứ đợi ông ấy đòi thì cho không thôi, mình cũng nằm, mình ước thế thôi. Nhiều lúc em dỗi thì em cũng kệ thôi, em chả cần thiết. À, thế thì ông cũng chả cần thiết. Đấy, thật ra thôi, cái chuyện đấy này.
Rất là nhiều lý do để có thể tạo nên cái anh như hiện nay. Thứ nhất có thể là nghề nghiệp công trình xây dựng. Tuy nhiên thì không phải anh xây dựng nào cũng nhậu, nhưng mà trong cái giới ấy là cũng hay nhậu nhẹt anh em. Việc thứ hai là cũng có thể tình cảm với vợ nó cũng nhạt, cũng chán, vợ đã không khéo léo mặc dù cũng nọ kia nhưng mà cứng và rắn. Thế xong một điểm nữa lại ba đứa con gái. Tất nhiên có thể là anh cũng vẫn thương các con, nhưng mà trong sâu thẳm trong lòng vẫn cứ khao khát. Đúng rồi ạ. Ừ. Này thế ông có bồ bịch chưa? Cái đấy thì em làm thay em đi cùng để em biết ạ. Ồ không. Nhưng mà em được biết là như thế này. Ừ. Khách hàng ấy. Ừ. Là ông không lưu tên. Ừ. Nhưng mà bạn nọ bạn kia thì ông lưu. Mất ông lại thấy có. Ừ. Em xóa thì lại thấy có. Thế thì không biết là có hay không, bồ bịch hay không. Mình xóa làm có gì là em không biết. Ừ. Mình xóa làm sao kịp. Bao giờ em phải nhìn thấy. Ừ. Đợi bao giờ mới nhìn thấy. Mình thì thực thì ra thế, phụ nữ nhiều người ta cảm xúc tình cảm em, bởi bản thân em là không phải con người như thế. Em là con người hiểu biết chứ em không phải như người khác. Mình có bận lắm không? Công việc của mình nó có đòi hỏi nhiều thời gian không? Có ạ. Các cháu giờ bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Bé nhất cháu năm nay học lớp 3. Mới học lớp 3. Nhà có giúp việc hay là có ông bà nội ngoại gì hỗ trợ không? Có mẹ để cho em giúp ạ. À, bà ngoại còn khỏe không? Còn giúp được nhiều không? Mẹ em còn khỏe. Ừ. Mình đi làm hành chính hay là làm ca hay là làm chuyên môn sâu? Em chuyên môn sâu ạ. Nhưng mà lại vấn đề là nó ở cái môi trường độc lập. Ừ. Thế nên là nhiều lúc là cũng áp lực về công việc là rất là nhiều. Ừ. Mà hầu như ngày nào cũng áp lực về công việc. Ừ. Vợ thì cũng người ham công tiếc việc, rồi đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, rồi áp lực công việc, làm việc độc lập, chắc nó nọ kia, chắc là mặt cũng lại nhẩm tinh tính, vừa đi vừa cười, vừa ngửa mặt, vừa đếm chẳng hạn. Mình bận gì thì bận bớt đi. Đi đâu thì em cũng có. Thứ nhất mình còn chưa già, thứ hai các con cũng đã lớn rồi, thứ ba là cả vợ cả chồng còn đang làm được tiền, mình cân đối lại cuộc sống của mình đi, tóm lại thì mình cần cái gì? Đấy, đúng không? À, mình cần bây giờ thôi, các con nó cũng đây này rồi, mình dành thời gian, con mới học lớp 3, mẹ về sớm sớm rồi, ốp nó học online xong rồi, mình cũng chăm bản thân mình một tí trông cứ thơm lừng nữa, xong rồi váy áo là cứ tưng bừng khí thế lên. Thế rồi là ông ấy về đến nhà thì cứ kệ ông, mình cũng chẳng chạy ra để mà binh chó làm gì, mình ngồi đến con gọi điện, con giả vờ là ôi thôi để nha, lúc khác nhá, ông xã tới về rồi, lúc khác buôn nhá. Hãy nhớ là mình là một người phụ nữ. Một người phụ nữ là một người mẹ, mình sống đôi khi chẳng cần ớ hậu, á hậu gì đâu. Nhiều chị xấu ơi là xấu, nhưng mà trời ơi ông chồng không thoát được khỏi tay bà ấy. Mình để ý mà xem, nhiều người hình thức hết sức bình thường, nhưng mà trời ơi ông chồng nghe răm rắp. Nói theo hiện đại là có kỹ năng sống, nhưng thật ra người ta cũng rất biết mình là ai, người ta rất nắm bắt được đàn ông cần cái gì. Một đàn ông mà 40 mấy tuổi làm công trình xây dựng, con cái cũng lớn rồi, ba đứa con gái, người ta mong muốn điều gì khi trở về gia đình, ví dụ thế. Thì mình cũng làm lại cho cái cuộc sống gia đình nó vui, mà rồi mình cũng được hưởng cái niềm vui ở đó. Thay vì mỗi tháng mình kiếm được 100 triệu thì bây giờ thôi kiếm 80 thôi nhá. Không phải, lấy vấn đề là ở chỗ này. Vợ chồng ví dụ người ta nói chuyện bình thường, căn tâm sự rất là thật, bàn về công việc ngày mai hoặc là ngày mai đi về quê, dỗ trả cả nhà như thế nào. Cầu trước cầu sau là thấy vào vợ chồng cãi nhau nọ nó kia, thế là thôi chả nói nữa, thế là em ôm cái điện thoại. Thôi thì bây giờ không cãi nữa, chẳng hạn như mình bảo là không cần mua lễ về, cứ biếu ông bà tiền thôi, khỏi mua ông. Thế bảo mình về thì mình phải sắm từ đồ từ Hà Nội chứ ở quê ăn đồ chán chết, thế là cãi nhau. Thực ra là có một lần cũng bị đánh em, đây là năm 2014. Bị ông ấy đánh đâu là coi như em mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Chết đi sống lại anh ạ. Cơn giời là không bị chết. Ông uống rượu, ông không còn tính người nữa. Thì bắt đầu ông lấy mũ bảo hiểm, ông bang vào đầu em. Thì em chạy bốn vòng quanh nhà. Thì em vào phòng thì ông túm cổ áo, ông miếng em cái vù ra ngoài á. Thôi được rồi, cái chuyện thì nó cũng qua rồi. Nó từ năm 2004 nhờ mình rút kinh nghiệm, lần sau mà ông có đuổi đánh thì mình không chạy vòng quanh nhà rồi cùng chui vào trong buồng để ông tóm cổ, ông ấy lấy mũ bảo hiểm ông đập cho. Một trong những kỹ năng chạy là chạy ra ngoài đường nhá. Ít ra là cũng có người này người khác nhìn thấy, người ta bênh vực. Hai nữa là đàn ông đôi khi tính sĩ diện, thấy vợ chạy thoát ra ngoài thôi không đuổi nữa. Chứ còn cứ đuổi lòng vòng rồi mình thế nào rồi cũng bị tóm được. Nói vui thế, đùa thế thôi, nhưng mà thật ra thì thấy chưa đến nỗi nào đâu. Mình có lẽ mình cũng cần phải suy nghĩ lại để mình điều chỉnh lại cuộc sống của bản thân mình này và cho gia đình. Mọi cái vấn đề ở trong cuộc sống vợ chồng thì nó có 3 cái phương án giải quyết. Phương án thứ nhất là chấp nhận, phương án 2 là cải tạo, phương thứ 3 là buông. Có những điều mình phải vứt bớt đi, không tham nữa.
đến bản thân mình còn chẳng chỉnh được mình còn cứ lấy lý do là công việc với bận với nhiều với áp lực, thế thì mình chỉnh làm sao được người khác, đúng không? Vâng, từ những cái phân tích và chia sẻ của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng chị sẽ điều chỉnh một chút về cái công việc cũng như là trong cái sinh hoạt hàng ngày để giữ gìn được hạnh phúc gia đình chị nhé. Vâng, chào chị. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình hôm nay mà cuộc điện thoại được gọi tới từ Cà Mau. Alo. Dạ, em là khán giả đến từ Cà Mau, nhờ tư vấn về chị tình cảm và mối quan hệ của em và người bạn gái quen nhau hơn nửa tháng à. Vâng, bạn có thể nói cụ thể câu hỏi của mình là như thế nào được không ạ? Dạ, hiện tại thì hai đứa em quen nhau là tầm hơn nửa tháng. Thì trong cái quá trình quen thì em cũng có biết cô ấy đã từng quen một vài mối tình đã không thành, cũng như là chia tay sau khi mà có một chút trục trặc về chuyện tình cảm cá nhân và gia đình. Rồi sau đó em mới quen cô ta qua mạng xã hội Facebook đó. Đã kết bạn từ lâu nhưng mà em không có để ý lắm á. Tình cờ cô ấy đăng một bài status trên Facebook, rồi em vô bên bình luận, rồi em làm quen được cô ấy. Rồi sau đó thì chúng em nhắn tin với nhau tầm khoảng một tuần. Rồi sau đó em có đến nhà cô ấy để rước cô ấy đi chơi, rồi có xin phép cha mẹ cô ấy. Em có nhờ ý là muốn quan hệ với cô ấy mà không dùng bao đó, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Nhưng mà cô ấy nói với em là thời điểm trước đó là cô ấy đã có quan hệ, nhưng mà cô ấy uống thuốc tránh thai, nên bây giờ cô ấy rất là sợ, nên cô ấy quen em thì chỉ muốn bảo vệ chính bản thân cô ấy. Cô ấy không muốn sử dụng bao nữa, nên bây giờ em không biết là em làm như vậy là có đúng cái không, hay là cô ấy sai với em mà. Em nhờ chương trình tư vấn cho em ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chào em. Dạ, tức là chúng mình yêu nhau rồi đấy hả? Vâng. Và gia đình chấp nhận rồi. Dạ. Thế và vì chấp nhận rồi cho nên là cũng tiến sâu sâu đến cái gần gũi cả về thể xác nữa. Dạ, lần đầu tiên em gặp cô ấy thì cô ấy không đồng ý, nhưng mà là gần đây nhất thì cô ấy đã đồng ý quan hệ với em, nhưng mà dùng biện pháp là dùng bao. Rồi, chị rõ rồi. Dạ vâng ạ. Bởi vì cô ấy cũng đã từng dùng thuốc, và cô ấy có dùng thuốc rồi mới biết là thuốc nó cũng có tác dụng phụ, nó cũng làm cho người mệt mỏi. Và nếu mà dùng nhiều thì nó có thể ảnh hưởng đến cái đường sinh sản của cô ấy, cho nên cô không dùng. Mà cô ấy yêu cầu là em dùng bao, đúng không? Vâng ạ. Thế thì sao? Em dùng bao được thì tốt mà. Thế em có thực sự thương cô ấy không? Dạ có. Chắc có, đúng không? Chắc có, cho nên em chấp nhận rằng cô ấy đã có yêu một vài người, tức là thủ thỉ tâm sự. Cô ấy cũng chia sẻ thực với em là cô ấy cũng có quan hệ với ai đó rồi. Và cô cũng đã dùng thuốc rồi, cô rất là thật thà đấy. Đúng không? Và mình cũng chấp nhận những cái đấy hết. Nhưng chỉ còn một việc nhỏ nhỏ thôi là mình dùng bao đi để bảo vệ cho cái người mình yêu ấy. Bây giờ còn sức khỏe của cô ấy mà mình chỉ có một cái việc gọi là mang bao vào, nó chả ảnh hưởng cái gì. Thế thì sao mình không gánh? Cái phản ứng của cái người con gái mà họ cũng trưởng thành một chút ấy là hoàn toàn đứng đắn đấy. Và em may đấy, em có một cái người bạn gái như thế là rất đáng tin cậy rồi đấy. Đúng không? Bây giờ mình cứ phân tích nha. Để không mang thai thì phải uống thuốc hoặc là dùng bao cao su. Đúng không? Thế thì cô ấy là không lựa chọn việc uống thuốc. Cái điều này là đúng, là khoa học. Vì thuốc nó có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Bao cao su thì hiệu quả tránh thai nó rất cao. Ngoài ra còn tránh được các cái bệnh mà có thể lây qua quan hệ tình dục. Chỉ đơn giản thế thôi mà. Nghĩ đơn giản đi em. Một cái người yêu của mình bây giờ mình phải bảo vệ. Uống thuốc là có hại đấy. Sau này lại là vợ của mình. Uống nhiều quá rồi đến lúc mà nhỡ nó lại trục trặc ở cái đường sinh đẻ thì làm sao? Hoặc là uống thuốc tránh thai nó đau đầu lắm, nó tức ngực lắm, rồi kinh nguyệt nó rối loạn lắm. Em có thương cô không? Dạ có ạ. Thế thì gắn cho cô ấy cái bao cao su đi. Nhẹ tênh ấy mà, cứ việc vui thú, không sợ một cái gì cả. Đến lúc mà bắt đầu cương cứng cho cái bao vào xong lại tháo ra, tha hồ về tâm lý, không lo lắng gì cả. Và em lại còn tự hào rằng trong cái mối tình này em đã bảo vệ cho cái chuyện mang thai ngoài ý muốn ấy.
Dạ vâng ạ. Thì em cảm ơn đã tư vấn cho em. Em đã có một cách suy nghĩ thoát hơn rồi. Em cảm ơn chương trình ạ. Nghĩ đơn giản đi em nhé. Vâng ạ. Sức khỏe và hạnh phúc của hai đứa là quan trọng. Dạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc bạn nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả của điện từ Phú Thọ phải không ạ? Có, tôi nghe đây. Vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? À vâng, chuyện của tôi là chuyện tình cảm mà. Vâng. Cách đây khoảng tầm 2 năm mà tôi cũng chót có tình cảm với cái cô hàng xóm mà có quá gì ạ. Vâng. Sao mà quên được, nay tôi chương trình. Tức là hiện nay thì anh vẫn đang có vợ, có con và lại có tình cảm với cô hàng xóm đúng không ạ? 2 năm nay rồi. Và bây giờ thì anh cảm thấy là có lỗi. Có lỗi với vợ con. Vâng, có lỗi với vợ con và muốn rằng là... Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh Đinh Đoàn nhé. Vâng. Nghe anh rất lâu hôm nay được nói chuyện. Vâng. Thế mình chắc nó vẫn còn đi làm chứ? Sức khỏe vẫn phong độ. Đó. Bà xã thì thế nào? Rất giỏi làm. Rất giỏi làm hả? Vâng. Giỏi làm ăn kiếm tiền đấy hả? Kinh tế. À, làm ăn kinh tế. Thế xong rồi còn các thứ khác có giỏi không? Cũng bình thường này. Bình thường. Duy trì cuộc sống vợ chồng cũng vẫn đều đều đúng không? Vâng. Thế rồi cách đây 2 năm thì mình có quen với cái cô hàng xóm và cái cô ấy thì có chồng không hay là... Có. Tức là tóm lại là hai người đều ăn vụng thôi đúng không? Đúng đấy. Đấy, chính vì đôi bên chỉ là ăn vụng, một bên cố gắng giữ để vợ không biết, bên kia thì cô cũng phải lo cái gia đình cô ấy, cho nên là cũng sẽ rất dễ thông cảm. Chứ nếu mà cô mẹ là cái đoạn bỏ chồng hoặc là quá chồng thì chắc là cô ấy sẽ lại cứ được một thì lại muốn có hai là có ba, chắc mình cũng chết đấy. Mình có thấy nó sắp xảy ra cái nguy cơ gì không hay là vẫn còn đang rất tốt? Cứ hẹn tuần lần vẫn bình thường ạ. Tức là cứ lâu lâu có điều kiện thì nhấm nháy nhau đi gặp nhau thôi. Thế còn lại thì cũng không có quá say đắm, cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện là về chung một nhà hay là phá nọ kia gì. Nói chung là cũng liên lạc nhau liên tục. Liên lạc điện thoại liên tục nhưng mà gặp nhau thường xuyên không? Gặp nhau ít. Ít là tháng có được đôi lần không? Không được, ngày trước thì được, bây giờ thì chắc là lâu hơn. Do là lý do là kiểu cũng bận rộn với này, dịp này Covid, cô biết đi nó cũng khó đúng không? Covid như cô đi làm xa không về được. Thôi cũng may chứ cô mà hàng xóm lại cứ nhìn thấy lại thèm lại nhắn tin là lại chỗ cũ nhé thì cũng chết. Điều mình gọi điện đến đây để mong muốn điều gì? Muốn chấm dứt, muốn dừng lại hay áy náy lương tâm hay là muốn thú tội với vợ hay là muốn cứ duy trì? Em muốn là áy náy với lương tâm quá thì gọi điện nhờ chương trình tư vấn thôi. Áy náy thì đúng rồi. Thôi, biến cái áy náy ấy thành một cái sự hết lòng vì gia đình vợ con. Vâng. Thôi bây giờ thì mình vẫn còn đi làm, chắc là mình sẽ là người không quá đà được đâu. Sau một thời gian có bạn gái, bây giờ ngẫm lại còn thấy áy náy, chắc chắn là anh sẽ là cái người biết chừng biết mực, sẽ không quá đà. Rồi giãn dần ra, chứ bởi vì cái kim vọc rẻ lâu ngày cũng ra. Vì hai nữa là khi mà mình bận rộn công việc làm ăn rồi tuổi tác nó dần lên, cái ham muốn nó cũng bớt đi. Rồi dành thời gian đi tham gia câu lạc bộ cầu lông bóng đá gì đấy, hoặc là nếu rảnh rỗi nữa thì đi theo học những cái lớp mà gì đấy để mà có thể kiếm thêm việc làm thêm để cải thiện thu nhập, nó vừa vui lại vừa có tiền. Đấy là cái mà quan trọng nhất. Tôi tin rằng anh sẽ là người không quá đà. Còn tất cả những chuyện mình đã qua rồi, mình nhận ra được là mình hơi quá đáng với bà ấy, thì bây giờ bù đắp nhá. Còn với cô kia thì mình cũng không cần nhất thiết nói là giải tán hay chia tay. Đôi khi phụ nữ người ta đang ở cái đỉnh cao, người ta đang thích mình ấy. Mình ăn non, mình rút lui ấy. Nhiều người thiển cận lúc ấy là tìm cách phá đám cơ. Ở đây hết sức khéo léo đấy.
Bởi vì cái cô ấy ở ngay bên cạnh, và nếu như cô còn đang thích mê thích mệt mình ấy, rút lui được cũng phải có nghệ thuật chứ không phải là dễ dàng đâu nhá. Yeah. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chương trình nhé. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Vâng, chị ơi, cho em muốn hỏi chuyên gia tư vấn là vợ chồng em mới lấy được 3 năm nay. Chồng em thì năm nay là 39 tuổi rồi, em thì 31. Và bây giờ là hiện tại là em đã có 2 mặt con ấy. Vâng. Thế nhưng mà chồng em thì bình thường ấy, rất là chịu khó. Về công việc thì em không chơi được. Nhưng mà có mỗi là tội là khi anh uống rượu ấy. Vâng. Và cuộc vui là gì đấy, anh uống hơi quá chán thì anh nói rất là nhiều. Và như vậy là hai vợ chồng em cứ hay cãi nhau về cái chuyện đấy thôi, còn không có cái chuyện gì cả. Khi đấy thì anh thường nói những chuyện gì ạ? Cũng như anh nói nhiều, ví dụ như là em bảo anh ấy đi ngủ đúng không, nhưng mà anh không đi ngủ mà anh cứ ấy con nó khóc, hoặc là anh nhắc lại chuyện nọ chuyện kia, anh ấy trêu đùa để khiến cho con khóc đúng không ạ? Vâng vâng. Với lại bình thường anh không nói, nhưng mà lúc say rượu và anh nói ra những cái điều mà anh không nói, cái lúc mà tỉnh táo ấy chị. Bây giờ em muốn chương trình là tư vấn cho em là bây giờ em muốn là khuyên anh đấy như thế nào ấy, để bớt cái tính như vậy đi. Vâng, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ cho chị lời khuyên nhé. Vâng, xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào. Vâng. Mình đang nuôi con nhỏ hả? Vâng ạ. Bé cháu nhất là mấy tháng? Con thứ hai nhà cháu mới được có hơn 1 tháng ạ. Ồ thế à, còn có hơn 1 tháng. Thì thế xong rồi nhà mình có rộng rãi không? Ví dụ hai mẹ con cứ ở phòng riêng hay là cứ ở lẫn hết cả nhà... bố nó ở cùng? Dạ, nhà cháu là ở cũng bình thường thôi, không rộng lắm ạ. Không, nhưng ví dụ này, hai mẹ con có phòng riêng hay là bố đi uống rượu rồi về cũng chui vào với hai mẹ con? Vâng, rồi con thì vâng còn có mấy tháng mà cũng thế. Vâng. Nhà mình không có thể bố trí được một chỗ nào đấy, ông ấy phòng riêng ngủ với đứa lớn chẳng hạn, hoặc là... Nhưng mà anh ấy không ngủ ạ. Ừ, cứ anh thích ấy... nằm ngủ cạnh vợ, vâng, mà con vâng 3 tháng. Vâng. Xong lại rượu chè, lại nhậu nhẹt, lại còn trêu, lại còn có khi cù nách cho con cười sặc sụa. Không, có nghĩa là khi nào có cuộc vui ấy, thì anh ấy như vậy. Thì bây giờ cháu muốn là chú tư vấn cho cháu xem là bây giờ muốn nói như thế nào ấy, để cho anh hiểu và thông cảm. Bởi vì cháu biết là công việc của anh là áp lực vì anh đi lái xe ấy. Nhiều lúc cháu cũng nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nhiều lúc mà anh trêu con ấy thì con nó khóc, nên là sốt ruột ấy. Thì nên nói đi, xong là hai vợ chồng cãi nhau thì anh lại chửi cháu. Anh thì thứ anh nhất, không đánh. Rồi, thứ nhất là mình phải học được một số nguyên tắc chung sống với người uống rượu. Vâng, việc thứ nhất là không cãi lý với thằng say. Vâng. Nhá. Đừng có là anh ơi, anh phải biết rằng là con còn đang rất nhỏ, anh cứ nói to như thế con giật mình. Ví dụ như là ông đang quý con qua, ông bẹo má nó một cái, ui thằng chó cún của ba hay là của bố. Thế là thằng con lại khóc ré lên, mình lại nói rằng ba vừa đi uống rượu về phả hơi rượu vào mặt con. Nói những điều ấy với người đang say rượu thì không có tác dụng. Cho nên là nguyên tắc là lúc ấy thì tốt nhất là né đấy, tránh đấy. Vâng. Đề phòng là ông lại bế con rồi ông lại tung lên. Có những ông bố là quý con quá, chơi cái trò mà cứ thấy cù nách để con nó cười, sau lại tung lên lại đỡ được mà con nó lại vui vui. Thì cái đấy là mình phải lưu ý, không bao giờ để cho cái ông uống rượu rồi ngồi chơi với con một mình nhá. Thì đến lúc ấy là mình phải để mát và mình an toàn cho con. Còn cái thứ hai là mình đã lựa chọn đúng rồi đấy. Tức là mình nói lúc ông ấy tỉnh táo mà mình cũng nói nhẹ nhàng. Thôi cũng biết là ba bận rồi, cũng biết là ba là cái nghề của ba cũng đi đây đi đó vất vả. Lúc lái xe thì không dám uống rồi, mà thường thường chỉ uống buổi tối đúng không? Chứ còn cũng có ý thức. Thế thì thôi cả ngày vất vả rồi, tối một ít rượu. Thì nhắc nhở là mình nuôi con nhỏ đấy, đừng có uống rồi về lại ba lại lè nhè. Với hai nữa là ngộ nhỡ ba có mệt hay ba có nôn gì đấy thì mẹ lại bận với lại thằng cu, lại không chăm ba được, thành ra khổ thân ra. Mình nói không phải là chỉ vì mình nói là vì ông ấy. Bây giờ đấy, ba nhớ là ba là trụ cột đấy, mấy mẹ con là cứ trông cậy vào ba đấy, sức khỏe của ba là tài sản quốc gia đấy chứ không phải là không đâu. Thế nên là ba uống vừa vừa thôi, mình vừa bế con mình vừa nựng con chứ nha. Nhà tí bảo ba là từ mai thì đi uống in ít thôi, thế xong rồi về chơi với con, phải giữ gìn sức khỏe để còn đi kiếm tiền để mang về cho mẹ mua sữa mua bỉm cho tí nhờ. Ôi mình cứ nhắc nhở cái lúc ấy nó ngấm từ chút nào nó hay chút ấy. Mà cái người đàn ông mà quý con đến kể trong lúc say cũng muốn chơi với con ấy, tức là thật ra là sống tình cảm đấy.
Chứ nhiều ông vâng, là vâng. uống rượu say là đi tẩm quất, massage xong rồi là từ A đến Z. Rồi là nghĩ rằng là vợ thì ở nhà ôm con rồi vợ mới đẻ chắc là phải tránh. Nhiều người còn cho rằng là lúc vợ đẻ là dễ giữ lắm. Ở gần vâng. sợ nó bị cắn chứ là còn né vâng. tránh nào là mua một cái đệm là ngủ ở ngoài phòng khách hay là ngủ riêng cơ. Nhưng mà đây là cũng cứ chui vào với vợ con như thế là một anh chàng cũng rất là tình cảm. Thế thì với một người tình cảm như thế thì mình lại cứ phải hết sức nhẹ nhàng tình cảm trong lúc tỉnh. Còn lúc đã có rượu, mình biết rồi đấy, cứ có rượu là nói. Mà nói thì không kiểm soát được thì tốt nhất là sẽ không giáo dục, không dạy dỗ, không nhắc nhở bất cứ một điều gì và cũng không cãi lý gì nữa. Ừ đúng rồi, ba đúng rồi, ba đúng rồi. Chứ không có nói rằng là ba say rồi, ba nói thế là sai rồi. Lúc ấy đúng sai với cái ông nghiện ấy làm gì. Cho nên là mình bế con mình ra một chỗ khác để tránh. Ba mà có bế gần con quá thơm má ba ơi. Con đang kêu là ba mùi rượu quá đấy, mẹ còn thấy mùi huống chi như con còn nhỏ. Ba ngủ đi xong một lúc nữa thì dậy bế con cho mẹ nấu cơm. Đấy, thực ra thì mình cũng phải khai thác ở cái yếu tố tích cực của ông ấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình mình. Chị nhá. Vâng, chào chị. Em cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hưng Yên. Do bác cứ nói thì em không dám nói. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên ạ. Vâng, em là Hưng Yên, chúng em là con trai. Vâng. Em có nghề mai mối thì nói thật với chị bây giờ là em gọi đến cửa sổ tình yêu này và em cứ ghen. Em làm mối được 87 đôi, là trẻ trai chưa vợ gái thì chồng em cứ sắp xếp vào đôi vào đấy. Vâng. Thế mình ghen nó bảo mày cứ đi gái tối mày chả làm ăn gì. Này, đến nay là anh đã làm mối cho được 87 đôi đúng không ạ? Cho đến 87 là... đôi từ năm 95. Từ năm 95 cho đến nay. Em làm mối rồi được 3 đôi chị ạ, cưới kim đoàn hoàng. Mà lại phúc đức mà đến em mà người ta lại có cả công nữa. Vâng. Thế thì nhà em mới cứ ghen, nó bảo là ông cứ đi suốt ngày đi mối với gái rồi cứ rất là mát tay đúng không ạ? Về vợ con cứ thở. Vâng. Thế thì gọi em mới bảo là tôi đi làm phúc cho người ta chứ tôi không làm gì với người ta. Thì mong muốn của em là thế này này, em chỉ nói với chương trình qua ít câu hỏi này em giúp đỡ được làm mối cho các anh các chị xe riêng sợ chỉ được 87 đôi. Vâng. Thế thì nhà em thì nó cũng chợ quanh năm như gì là cái em lại mắc cái bệnh tiểu đường cho nên là cứ đi dắt mối cho người ta, nhà em cứ ghen, nó bảo mày cứ đi đánh mối nghe người cứ giúp đỡ cho người ta rồi về cứ thờ ơ vợ. À, tức là anh lạnh nhạt với vợ mình đúng không ạ? Vâng. Khiến cho chị nghi ngờ là anh có ai đó ở ngoài đúng không ạ? Vâng. Vâng, anh lại mắc bệnh tiểu đường nên có khi trong cái chuyện với vợ anh chăm sóc cũng chưa được chu đáo đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và bây giờ thì là anh muốn chương trình tư vấn cho anh cách làm thế nào để chị vợ hiểu mình hơn đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng. Em muốn là tư vấn cho em còn cái cách gì mà để vợ em nó cứ nghi ngờ đi manh mối nhỏ kia, chứ rồi là giúp đỡ cho người ta, để cái món tiểu đường nó thật sự là nó sinh lý yếu. À, vâng. Sợ thì vâng. là nó, cái sinh lý nó quá cao. Vâng, vâng. Mà không giờ tôi bệnh tật thế nào thì tôi mua thuốc mua men. Vâng. Tôi uống cho nó đỡ để xem cái kia có được không. Vâng, vâng. Chúng tôi hiểu câu hỏi của anh rồi ạ. Vâng, vấn đề sức khỏe của anh thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Vâng, tôi chào anh. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với cả chị Huyền rồi ạ. Bây giờ vấn đề của anh có hai vấn đề. Một là anh bị mắc bệnh tiểu đường, đúng không ạ? Vâng. Và thứ hai là không biết có phải do tiểu đường hay không, nhưng mà chất lượng quan hệ tình dục của anh là không đáp ứng được với cả vợ. Và từ cái nghề nghiệp của anh thì vợ không nghĩ là do anh bị tiểu đường. Vâng. Mà vợ lại cứ nghĩ là anh đi hoạt động bên ngoài nhiều quá rồi. Vâng. Cho nên là về nhà là không còn sức đâu để phục vụ vợ nữa. Có đúng thế không ạ? Vâng. Đúng đấy chị ạ. Anh bị tiểu đường lâu chưa ạ? Em bị năm nay là 11 năm rồi, đã tiếp 2 rồi. À, mà tiêm rồi, uống rồi, em đi xuống bệnh viện mỗi tháng lấy một lần thuốc. Vâng. Bây giờ anh điều trị bằng phương pháp gì đấy ạ? Em nói chung là thuốc tiêm insulin, mỗi ngày 2 viên thuốc acid cao, mấy người thuốc ấy đấy tiểu đường mới người tiêm cái đó. Vâng, bản thân hai cái bệnh đấy nó đã làm ảnh hưởng tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục rồi, chưa kể những cái tác dụng phụ của những cái thuốc đấy nữa thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục của anh, hay nói cách khác là nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái chất lượng quan hệ tình dục của anh. Tôi thì tôi nghĩ thế này, chúng ta hãy bỏ qua cái chuyện là anh làm nghề đi nhá. Vâng, đấy là chỉ là coi như là chỉ là nghề nghiệp của anh thôi. Anh có nói rằng là thôi thì người ta có nhu cầu thì mình phải giúp đúng không ạ? Đúng rồi, vâng, và mấu chốt ở đây là chị phải hiểu rằng là
anh quan hệ tình dục không như mong muốn. Hay nói cách khác là chất lượng quan hệ tình dục của anh không đáp ứng được yêu cầu của vợ. Bởi vì anh bị mắc bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Khi mà mình mắc bệnh tiểu đường và đặc biệt là anh lại mắc bệnh tăng huyết áp thì cái sự cung cấp máu cho cơ quan dương vật của anh là nó không được bình thường. Hay nói cách khác là nó làm cho anh không thể cương cứng lên được. Vì thế mà mình không thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục nó như là vợ mong muốn. Và vợ sẽ là người hiểu rằng, vâng, vợ sẽ là phải hiểu rằng là đấy là bệnh. Vì thế là khuyến cáo với anh luôn là rất khó cải thiện. Vì thế lần tới này khi đi khám bác sĩ ạ, thì đưa cả vợ đi cùng nhá. Hai vợ chồng cùng đi. Vâng. Chứng kiến họ cứ nghĩ cho mình là đi. Đúng rồi. Hai vợ chồng cùng đi. Bác sĩ sẽ khám cho anh cả quá trình khám trước khi kê đơn cho anh. Thì anh có thể đặt vấn đề đấy ra để nói với bác sĩ luôn là trong những cái triệu chứng của anh hiện tại nó như thế nào, thực trạng nó ra làm sao, và anh sẽ chia sẻ luôn với bác sĩ cùng với vợ ở đấy để bác sĩ sẽ giải thích cho vợ anh hiểu là đấy là vấn đề, câu chuyện này là do bệnh tật chứ không phải là do cái vấn đề kia nhá. Bệnh tật thì khó có thể cải thiện được rồi, mình vẫn phải dùng thuốc để mình duy trì sức khỏe của mình thôi. Hy vọng là chị ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ nâng cao được sức khỏe của mình và giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình anh nhé. Vâng, em cảm ơn các bác. Em nghe cái cửa sổ này em thích lắm. Vâng, cảm ơn anh. Em điện không được, lần này mới được. Vâng, cảm ơn anh đã luôn dành cái tình cảm, sự tin yêu cho chương trình. Là hòa đồng, cũng bảo nghĩ cho là suốt ngày đi mối lái giúp đỡ người ta thì thế nọ thế kia. Vâng. Làm gì có cái phép ý. Vâng, như bác sĩ Hải tư vấn nó thì lần tới anh đi khám bệnh thì anh dẫn chị đi cùng, chị chứng kiến, chị sẽ hiểu anh hơn ạ. Vâng, em mang đi cho bạn. Vâng, chào anh nhá. Vâng, chào anh ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả của điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Câu hỏi của em là em ly hôn chồng của em được hơn chục năm ấy. Thế nhưng mà ly hôn được có mấy tháng thôi thì là vợ chồng lại về ở với nhau. Vâng. Thế nhưng mà ở với nhau được mười mấy năm rồi ấy. Thì nhà chồng em toàn đi ngoại tình suốt thôi. Vâng. Thế bây giờ thì lại đi ở hẳn với cả cái cô đấy rồi ạ. Tức là hai vợ chồng đã ly hôn quay lại và bây giờ anh lại ngoại tình đúng không? Anh ấy đi ở rất nhiều người, đi từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà em chỉ biết mong manh là đi với cô đấy thôi. Nhưng mà bây giờ là kiểu đi công khai ra đấy cho mọi người biết đấy. Vâng, anh đã công khai đi lại với người phụ nữ khác. Và giữa hai vợ chồng có cái cuộc trò chuyện gì với nhau hay chưa? Trò chuyện nhiều, cũng nói thẳng với nhau nhiều lần rồi. Nhưng mà chồng em vẫn cứ như thế. Vâng, chị cũng đã bày tỏ quan điểm của mình với anh ấy rồi đúng không ạ? Và anh ấy cũng không thay đổi. Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào mình đấy. Vâng ạ, em chào anh ạ. Với nhau được mấy tháng thì đã ly hôn? Em có 3 cháu rồi thì em mới ly hôn hơn chục năm nay thôi ạ. À, ly hôn hơn chục năm. Ly hôn ấy là vì lý do gì? Cũng là lý do do anh ấy chị trai lý do đó. Anh ấy cũng đi ngoại tình xong về kiểu đánh đập hành hạ em ấy, toàn đánh em nhiều lần, toàn phải đi viện ấy. Đấy, tức là lý do để mình ly hôn ông ấy là ông ấy có vợ con rồi nhưng mà vẫn cứ bồ bịch trai gái và mình không thể chấp nhận được, đã thế lại còn về làm bạo lực với vợ này. Thế xong rồi ly hôn xong được vài tháng thì mình lại nghĩ đi nghĩ lại rằng là thôi chả gì bằng cũng ba mặt con rồi, rồi bây giờ thì mình cũng chả lấy được ai nữa cho nên lại quay về với ông ấy. Không, có nghĩa là em ly hôn xong rồi, chia tài sản xong hết rồi anh ạ. Ừ. Chồng em nuôi một đứa con, nuôi thằng con trai, còn em nuôi một đứa cháu trai, đứa cháu gái. Anh ấy cứ đòi anh lấy nhà cơ, thì em chỉ được ở đất thôi. Thì em đi thuê nhà em ở hơn 3 tháng, mẹ con em đi ở rồi ấy. Thì anh cứ đến anh đi tìm về như họ nạc đến tìm về cả về để không sợ là con cái sau này nó hư hỏng nó này khác đấy. Rồi. Thì em nghĩ em thương các con thì em quay về.
Em quay về thì về cỡ độ 1-2 năm thôi thì anh ấy lại đâu vẫn như đấy đúng không? Này muốn hỏi một chút là thế sau đến lúc quay lại thì có đi đăng ký kết hôn lại không? Em không đăng ký kết hôn lại ạ. Đấy. Bây giờ nó mới lại ấy. Có quyết định ly hôn chứng tỏ là không còn là vợ chồng trên mặt pháp lý. Vâng, còn vâng, về ở bên nhau rồi chung nhau nuôi dạy con đấy thì là trên tinh thần nó tự nguyện gọi là gá nghĩa lại với nhau. Cho nên là ông ấy cũng nắm được một phần. Tất nhiên ông là tính người thôi. Ông ấy trước đấy thì cũng đã đăng ký kết hôn đàng hoàng mà cuối cùng thì ông vẫn cứ bồ bình đấy đúng không? Về mặt pháp luật thì hiện nay là người ta hỏi ra thì ông hoàn toàn có thể ông đến với một cô nào đấy và đi đăng ký kết hôn với cô ấy để lấy vâng. thành vợ một cách chính thức. Còn mình là bà vợ cũ đã ly hôn rồi và mình thì cũng không bảo ông là vi phạm luật hôn nhân gia đình được. Thôi thì mình thương các con rồi mình nghĩ rằng là quay trở lại sống vì con. Và hai nữa là cũng chẳng thay đổi được đâu mà. Người ta nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cho nên là không có cái cách gì mà dạy dỗ hay giáo dục ông ấy được đâu. À, bây giờ thì thế này, nhà cửa thế nào, đất cát ra sao, tiền bạc, kinh tế mình có không? Em chỉ có đất cát thôi, nhà cửa thì em cũng là bình thường thôi. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ em chỉ muốn anh tư vấn cho em này nó là như thế này anh ạ. Chồng em là đi hẳn với cả cái cô này là được gần 3 năm rồi anh ạ. Rồi. Nhưng mà cách nhà em chỉ độ 2 cây số thôi. Ừ. Hàng ngày thì vẫn về nhà nhưng mà không lo toan gì. Ừ. Coi như là chỉ vãng về nhà thôi. Trên kia với lại chính. Thế mà lại như này cơ. Bắt đầu là quay về với nhau và được chục năm ấy thì em mới làm phổ đồ họa. Ông biết trước thì em chưa làm được phổ đồ họa. Thế bây giờ em mới làm là hai người là làm dụng là dành dụng là làm được cái sổ hộ đồ họa. Thì đất của em dôi dư mà thì làm sổ đỏ mất hết rất nhiều tiền. Thì bây giờ cái sổ đỏ đấy là vẫn tên mang chung tên cả hai người của hai vợ chồng. Đấy, thì mang tên là hai người chứ lại không phải là hai vợ chồng cơ. Là ly hôn thế nhưng mà sổ đỏ rồi sổ hộ khẩu rồi các thứ là vẫn chung hết anh ạ. Hộ khẩu chả quan trọng, mình ly hôn rồi mình chưa tách đi thôi chứ còn người ta chưa xóa thôi. Đấy cái bí của mình chính là thế này này. Mình hiểu về pháp luật nó đơn giản quá. Ly hôn thì ra tòa đàng hoàng, xong đến lúc quay trở lại với nhau nó cứ thế quay trở lại. Thế xong nó không chung sống ơi, được thế thì nhưng mà có nghĩa là chồng em nó không biết một chữ nào. Thì cái ngày xưa ấy mà đi đăng ký ấy là cũng toàn bạn đi xong bạn ký hộ. Đấy. Thôi cái đấy về mặt thủ tục hành chính chuyện nó qua rồi, không phải là ngày 1, ngày 2, mười mấy năm nay ở với nhau không hôn thú. Mình cứ gọi thẳng thế đi. Mình chung sống với chồng cũ nhưng mà không có hôn thú. Và bây giờ thì ông đang đi với người phụ nữ khác. Nếu ông có tiến tới hôn nhân với người đó thì cũng không bị gì cả. Và mình thì cũng khó có quyền đòi hỏi rằng là cô ấy chen vào, cô ấy cướp chồng tôi hay là cô ấy thế này thế khác. Ông ấy dơ ra là đây tôi với cô ấy ly hôn rồi, còn cô ấy quay trở lại là cô ấy ở nhờ nhà tôi để gọi tôi cho cô ấy ở nhờ để chăm sóc con thôi, chứ còn tôi không coi cô ấy là vợ, bây giờ cô này mới là vợ chẳng hạn. Em cũng hiểu cái đấy. Thế nhưng mà bây giờ như này anh ạ, đi mấy năm nay là mang hết tiền của đi thì có đi làm cái công việc ấy thì phải đấu thầu ruộng đất đấy. 2-3 năm là phải đấu lại một lần. Bây giờ anh đi anh làm hết các thứ tiền nong thì không mang về. Mà có tiền cũng trả cho con cho cháu thì cả. Nhưng bây giờ về là cứ bắt em vay ngân hàng ấy. Sổ đỏ đấy là chồng em đứng tên nhưng mà chồng em không ký được không gì được ấy, là ủy quyền cho em hết rồi. Nhưng mà đi vay tiền ngân hàng bây giờ thì em chỉ sợ là vay mà không trả được ấy. Người ta đến ta xin nợ, người ta lấy nhà. Vâng, đấy thì lại sợ ít nữa thì không trả được thì lại không lấy được sổ đỏ về thì là em phải như thế nào đấy anh? Mình bây giờ mình biết là mình đang cầm dao đằng lưỡi đấy. Dạ. Người ta giật là mình đứt tay đấy. Kể cả sổ đỏ, sổ đen, cả giấy, cả tờ, mình tin cái ông chồng mà đã hư, mình đã ly hôn rồi, xong rồi được vài tháng lại mò về chung sống với người ta mười mấy năm nay, xong rồi chả có giấy tờ gì, lại còn chung đất, chung tiền đi mua sổ đỏ với người ta để bây giờ người ta đi với một người khác. Thật ra thì về mặt lý là mình rất đuối cơ. Thế cho nên là bây giờ thì nếu sổ đỏ mình còn đang cầm thì giữ chặt lấy. Thứ nhất là ông ấy không thể đem bán hoặc không thể đặt sổ đỏ để vay tạm ai. Chẳng hạn cái nhà nó đáng 1 tỷ, ông sẽ vay nóng là 500, ông đặt cái sổ đỏ chẳng hạn là nó hạn chế đi, đúng không? Đất đai đấu thầu đấu thiếc gì đấy thì cũng thôi. Bây giờ các con nó đã lớn, nó đã trưởng thành rồi. Mình cũng xác định mình sẽ sống một mình phải tự lo cho bản thân của mình. Mình cũng chẳng trông cậy được ông ấy. Ông bây giờ 50 mấy tuổi đầu, ông ấy lấy cái chỗ vợ kia làm chính chứ mình là cái vợ cũ rồi, không tính nữa rồi, đúng không?
Chẳng qua là còn gắn bó cái đất, cái đai, cái nhà, cái cửa với lại có con cái mới trốn đi về thế thôi. Chứ mình mà làm căng thì ông cũng ở luôn trên kia chứ ông chả thèm về nữa. Cho nên là bây giờ thì có em tiền. Em cũng muốn ở luôn, đừng về nữa. Nhưng về kiểu cứ hành hạ, cứ về một cái là ầm ĩ lên, chửi loạn nhà lên nhà. Thôi nhắc nhở đi, bây giờ bảo ông là theo ông đi, nếu ở trên ấy thì ở luôn trên ấy đi. Thế còn cái gì mà thuộc về của mình thì mình giữ, cái gì chung ấy thì sẽ lần lần mò mò để giải quyết về sau. Và đặc biệt là nếu mà mình ở đâu nhỉ, Hải Dương đúng không, nếu mà gần thành phố hoặc là tìm một cái văn phòng luật sư để họ tư vấn về mình ở đấy. Chúng tôi thì lại không còn là vợ chồng nhưng mà lại có một cái sổ đỏ, lại mua một mảnh đất, lại có chung tên hai người. Bây giờ muốn tách sổ đỏ ra chuyển thành tên tôi, hoặc là ngăn đôi ra tên ông một nửa, tôi một nửa, hay là muốn bán nhượng thì sẽ như thế nào, hoặc là mang tên bố mẹ, nhưng bây giờ để cho đỡ lằng nhằng thì tốt nhất là chuyển sang tên cho con, coi như bố mẹ sang nhượng cho con, ví dụ như vậy đúng không? Em cũng muốn là như thế. Em cũng hỏi cái văn phòng luật sư rồi. Nhưng mà là sợ là chồng em không đồng ý như thế. Thì là muốn là có con với cả cái cô kia thì lại cho con cô kia. Ý của em muốn như này thì anh tư vấn cho em xem có được không anh nhá. Vì là con em nó bảo là 2 năm nữa thì nó mới xây nhà. Thì em muốn là nó xây nhà xong thì mới bảo là bố cho con cái chỗ này để con sang tên. Lúc bắt đầu xây ấy thì phải ra phường là xin cái giấy phép xây dựng ấy. Thì em muốn bảo cháu là ở cái lúc đấy thì mới bảo bố là sang tên cho con để con làm cái giấy phép xây dựng. Thế ngộ nhỡ lúc ấy bố không đồng ý thì thôi mình đình chỉ cả xây dựng à? Nói trong cái lúc bây giờ còn sớm này, chưa xây sáo gì thì ông ấy không sợ. Lúc là thấy à sang tên cho nó xong nó xây một nhà to đùng thế rồi là ngộ nhỡ nó đuổi mình đi. Nói ngay từ lúc này đi. Nhớ, vâng. Bố lại còn không thế biết chữ mà anh bố ơi, ủy quyền thì lại càng. Các cháu loạn lên thì đợt lọ này cháu nó mua cái ô tô thì em cũng vay cho cháu tiền. Thế đến lúc về mới hỏi em là thế cái sổ đỏ đấy bây giờ đi vay cho tao 200 triệu. Thế em mà vay 200 triệu bây giờ con nó vay rồi thì vay làm sao được. Thế xong bắt em đi vay cho lọ cho kia em bây giờ em không vay được. Thế xong con em nó tức nó mới đi vay ngân hàng nó vay chỗ khác đấy. Để nó trả luôn vào cái chỗ đấy rồi. Bây giờ ấy, mình phải lấy kiến thức pháp luật, mình phải hiểu biết. Không phải là ông cứ về ông loạn lên rồi ông chửi. Bây giờ một người bố thiếu trách nhiệm thế, các con nó bố đừng có thế nọ kia, bố không được thế. Chúng con với mẹ là quyết định thế này, quyết định thế kia. Thì mình phải về tranh thủ được cái sự ủng hộ các con chứ. Cứ quát loạn lại đi vay, là quát loạn lại đi vay như thế rồi chạy theo ông đến bao giờ. Mình đã là yếu cả về mặt lý rồi, chồng mình đã chả phải. Bây giờ mà mình có đến gây sự với cô kia thì người ta cũng bảo thế chồng chị thế mà chị giữ. Thành ra rất là thôi xác định là người ta giữ được người lại chứ không ai giữ được người muốn ra đi. Ông thích đi đâu thì cho ông đi. Không giữ mà không giữ, nhưng mà đất đai của cả tiền bạc là phải phân minh, tiền bạc phân minh ái tình nó phải rõ. Sợ nhất là lúc gì lộn nhộn loạn nhọn rồi mình trắng tay nhá. Sau này mẹ có tuổi rồi, con cái nó trưởng thành nó ở riêng, rồi chồng thì đi với lại bạn gái mới của ông ấy, xong một mình là sổ đỏ thì chả phải của mình, tiền thì ông ấy gạ mình cũng lại mang nó cho ông hết, rồi cuối cùng mình trắng tay. Không được cái gì thì phải có được cái đồng tiền để mà lo cho bản thân nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ sáng suốt để giải quyết chuyện gia đình của mình chị nhá. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo, thính giả gọi điện từ Lạng Sơn phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Em đang muốn hỏi thằng con trai, năm nay 24 tuổi rồi, nhưng mà cái dương vật của nó không phát triển. Vâng, con trai 24 tuổi và cái bộ phận sinh dục không phát triển. Vậy thì chắc là con trai của chị cũng tâm sự với chị phải không ạ? Con trai thì lớn đến tầm hai mấy tuổi không? Nhưng mà đến giờ này 24 tuổi rồi không phát triển thì nó mới dám nói với mẹ. À vâng, và cũng rất là lo lắng cả mẹ cả con đúng không ạ? À, không biết là bạn ấy đã có bạn gái chưa ạ? Chỉ có bạn bè thôi. À vâng, chuyện sức khỏe đấy cũng rất là quan trọng và khiến cho cả mẹ và con cùng lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng, tôi chào chị. Vâng, cũng lo nhỉ. Em đang bảo muốn hỏi bác sĩ xem là có cách gì giải quyết được không? Mà đấy, nó lớn nhưng mà cái kia nó lại không phát triển là sao nhỉ? Cứ như trẻ con vẫn còn bé như trẻ con ấy. Thế à? Thực ra thì kể cả tôi và chị đánh giá là nó có phát triển hay không thì rất là khó đấy. Phải có bác sĩ chuyên khoa nam học, người ta có dụng cụ, người ta đo. Rồi người ta đo ở trạng thái bình thường, xong rồi người ta lại còn hướng dẫn anh ấy kích thích lên để người ta đo xem là dương vật cái lúc mà nó cương cứng lên là nó như thế nào. Thì dựa trên cái đấy người ta mới biết được là cái kích thước
của dương vật nó có bình thường hay không nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thế này, một cái câu hỏi rất là quan trọng mà chị Huyền hỏi ấy, không phải là chỉ là để hỏi không đâu, là vì chúng tôi rất quan tâm cái chuyện là có bạn gái chưa. Nếu như cháu có bạn gái rồi thì nếu có người yêu thì khi mà nó gần bạn gái, khi mà nó có những cái động chạm với bạn gái thì cái cơ quan sinh dục của nó có thay đổi trạng thái hay không, thì đấy là một cái đánh giá về dấu hiệu lâm sàng rất là tốt chị ạ. Có ví dụ như là buổi sáng con vẫn có sự cương cứng, thường thường là các cái bạn trai ấy, thì khi mà ngủ dậy bắt đầu vào lúc buổi sáng khoảng 5-6 giờ, lúc ý là cái nước tiểu ở trong bàng quang nó rất là nhiều và nhiều bạn là dương vật cứ tự dựng nó lên, thì đấy là hết sức bình thường. Thì không biết là con mình nó có cái hiện tượng như thế không. Cái thứ hai nữa là khi mà nó có bạn gái, nó có người yêu ấy, thì nó ngồi gần bạn gái hay nó động chạm vào bạn gái hay là nó ôm bạn gái thì nó có những cái ham muốn về tình dục không, nó có sự thay đổi của cơ quan sinh dục không. Tất cả những cái yếu tố đấy để đánh giá xem ít nhất là cơ quan sinh dục ngoài của nó có hoạt động bình thường hay không. Bởi vì rất nhiều những trường hợp là kích thước và cái hoạt động nó cũng không liên quan gì đến nhau lắm. Ví dụ không phải cứ to và dài là hoạt động mạnh hay là hoạt động nhiều, mà ngược lại là cứ bé rồi là mình cứ tưởng như là bé và còi thì không hoạt động được gì. Nó hoàn toàn không phải như vậy chị ạ. Cái hoạt động của cơ quan sinh dục nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Em năm kể cho bác sĩ nghe tận tình thế này. Con cũng nói là cũng được quan hệ với bạn gái rồi, cũng có quan hệ được. Cũng cương cứng nhưng mà sinh thì rất nhanh, nhưng mà nó cũng ham muốn lắm. Mà chỉ tội là nó quá bé với lại quá ngắn thôi. Thế tôi mới nói với chị rằng là cái khái niệm là quá bé và quá ngắn ý, là mình không đánh giá được đâu nhá. Nó mà thực hiện được hành vi quan hệ tình dục cũng đã là mừng rồi. Và rất tiếc phải nói với chị rằng là hiện nay không có một loại thuốc nào để có thể cải thiện được cái kích thước của cơ quan sinh dục. Không có cái thuốc gì để cho nó to lên và nó dài ra được nhá. Tập trung vào chất lượng. Con cũng có vẫn quan hệ được, gọi là thuốc sinh được, mà không biết là có con được hay không bởi vì nó ngắn quá. Có con hay không nó không phụ thuộc vào ngắn với dài. Vẫn quan hệ tình dục được, phụ thuộc vào chất lượng và số lượng tinh trùng. Cái đấy thì nó lại phụ thuộc vào hoạt động của tinh hoàn nhá. Thôi đừng lo nhiều quá. Bây giờ nó có bạn gái đi rồi, bảo nó cứ lấy vợ đi. Sau đó thì mọi chuyện cứ bình thường. Quá nhỏ là bạn gái cứ quan hệ là thấy quá nhỏ là nó bỏ hết. Nếu có điều kiện chị đưa con xuống dưới Hà Nội gặp bác sĩ chuyên khoa nam học, người ta sẽ khám cụ thể cho con nhá, đo đạc rồi đánh giá, lúc đấy mới biết được là kích thước của con nó ở trong giới hạn nào, có bình thường hay không, thì người ta sẽ tư vấn thêm cho mình nhá. Vâng, chị đưa con trai của mình đi khám để bác sĩ có những cái đánh giá và có những chữa trị nếu như mà cần thiết. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu hôm nay đến đây là hết. Chương trình có sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thanh Huyền dẫn chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sáng chủ nhật tuần sau qua số điện thoại 02438262625.